Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 193. Hư vô hỗn độn, thời gian dường như đứng im, Tiêu Phàm không ngừng lĩnh hội, thể nội hỗn độn nguyên tuyền bên trong hỗn độn nguyên lực, đã tất cả đều chuyển hóa thành bản nguyên chi lực. Cuồn cuộn bản nguyên chi lực từ nguyên tuyền bên trong tuôn ra, rửa sạch toàn thân kinh mạch. Đây mới thật sự là thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm trong lòng kinh hỉ. Hỗn độn bản nguyên chi lực, nhất là hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, mang cho hắn kinh hỉ quá lớn, uy lực của nó, vậy mà so phá diệt chi lực mạnh hơn gấp bội. Dù cho tu la nguyên tuyền bên trong sát lục bản nguyên chi lực, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Bất quá, chỉ luận lực phá hoại, sát lục bản nguyên chi lực không kém gì hỗn độn kiếm đạo bản nguyên, chỉ là trình độ sắc bén, kém xa hỗn độn kiếm đạo bản nguyên mà thôi. Khó trách lúc trước lão sư đem phần cơ duyên này cho ta. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, bây giờ tu la nguyên tuyền cùng hỗn độn nguyên tuyền bên trong nguyên lực đã triệt để chuyển hóa thành bản nguyên chi lực, chỉ còn lại có tử sắc thời không nguyên tuyền bên trong thời không nguyên lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại có một tia bất đắc dĩ, muốn lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù hắn đã chạm tới thời không bản nguyên chi lực. Nơi này thuộc về hỗn độn khu vực. Thời không rối loạn, thời không bản nguyên chi lực tương đối mỏng manh. Tiêu Phàm cảm thụ được bốn phía biến hóa, cuối cùng vẫn bỏ qua tiếp tục lĩnh ngộ. Hắn không biết qua bao lâu, loại này thời không rối loạn không gian, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau, cũng không biết thí thần bọn họ như thế nào. Thở sâu, Tiêu Phàm đứng dậy, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng xâm nhập. Nơi này hoàn toàn phân rõ không được phương hướng, hơn nữa tràn đầy bất ngờ. Tiêu Phàm mỗi một bước đều đi hết sức cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm đi sâu vào không biết bao nhiêu cự ly, từng mảnh mây mù xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, mây mù phía dưới, mông lung, nhìn không phải rất rõ ràng. Cổ địa bí cảnh, Tiêu Phàm kinh ngạc. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể phân biệt ra, đối diện lại có từng tòa linh phong, 8-9 phần 10 chính là hoàng sa cổ địa bí cảnh. Kinh hỉ về kinh hỉ, bất quá, Tiêu Phàm cũng không có lỗ mãng tiến vào bên trong, thể nội bạch sắc thạch đầu vụt sáng, đây là đang cảnh giới. Phía trước nguy hiểm, Tiêu Phàm nhíu mày, sau đó tách ra một bộ linh hồn phân thân, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Nhưng mà, phốc suy một tiếng, Tiêu Phàm linh hồn phân thân trực tiếp bị một cỗ kinh khủng lực lượng xé nát, liền giãy giụa cũng không kịp. Hắn lờ mờ nhìn thấy. Linh hồn phân thân bị xé nát một sát na kia, không gian trùng điệp rối loạn. Thời không chi lực, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cái này thời không chi lực uy lực, có vẻ như so trước đó thời không loạn địa càng thêm khủng bố a. Chí ít, hắn linh hồn phân thân ở thời không loạn địa bên trong, tuyệt đối không có khả năng liền một cái hô hấp đều không kiên trì được. Xòe bàn tay ra, thời không thiên châu lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn biết rõ. Muốn xuyên qua mảnh này khu vực, dựa vào hắn bản thân là không thể nào làm được, bất quá đối phó thời không chi lực, thời không thiên châu tuyệt đối là đỉnh cấp. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên biến đổi, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Ở hắn lấy ra thời không thiên châu một sát na kia, phía trước là thời không chi lực đột nhiên trở nên hết sức điên cuồng, giống như cuồng phong bạo vũ đồng dạng hướng về hắn vọt tới. Tiêu Phàm vừa định lui lại, đáng tiếc đã không kịp. Chớp mắt không tới công phu, quanh người hắn khắp nơi đều là thác loạn thời không. Bất quá, kỳ lạ là, Tiêu Phàm tay cầm thời không thiên châu, cũng không nhận được rối loạn thời không ảnh hưởng. Ngược lại có từng tia cường hoành lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó, Tiêu Phàm thể nội tử sắc nguyên tuyền, vậy mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Cuồn cuộn thời không thuộc tính nguyên lực tràn vào trong kinh mạch của hắn, cùng thể nội khí số nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Lột xác thành một loại càng thêm cường hoành lực lượng. Thời không bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm kém chút kinh hô lên, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân lại còn có thể ở đây lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực. Nguyên bản hắn cho rằng ba loại bản nguyên lực lượng, chí ít cũng cần mấy năm mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, đến lúc đó vượt qua thánh tôn kiếp, nhất cử đột phá chân chính hạ phẩm thánh tôn. Tại sao ta cảm giác nơi này là vì ta đo thân mà làm đây? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ý nghĩ cổ quái. Đây cũng quá trùng hợp, thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn bản nguyên chi lực, vậy mà lại xuất hiện ở cùng một nơi,
loại này tỷ lệ, quả thực so với bị sét đánh xác suất còn muốn nhỏ. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rất nhanh thu liếm tâm thần, mặc kệ trùng hợp cũng tốt, vẫn là có người an bài cũng được, dù sao đối với hắn tuyệt đối có ích vô hại. Giờ khắc này, Tiêu Phàm lực lĩnh ngộ triệt để thể hiện ra, thân ở thời không chi lực trung ương hắn, hoàn toàn thể hội không đến lúc đó không sói mòn. Dường như đi qua vài vạn năm, có thể lại giống như vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Hắn thể nội tử sắc nguyên tuyền nguyên lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cùng thể nội khí số hòa làm một thể. Tiêu Phàm trước kia không biết, vì sao nguyên tuyền là đột phá thánh tôn cảnh, thậm chí là thành tổ thời cơ, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như không có nguyên tuyền, nghĩ nhanh chóng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, cơ hồ là không thể nào làm được. Lão nhị cùng tiểu thất bọn họ không có nguyên tuyền, muốn đột phá thánh tôn cảnh, cơ hội xa vời. Tiêu Phàm nhẹ giọng tự nói. Đáng tiếc, muốn ngưng tụ nguyên tuyền, chỉ có ở thánh đế cảnh trước đó, đột phá thánh đế cảnh về sau, nguyên lực phân tán, cơ hồ là không thể nào. Bất quá, lão sư nói qua, đột phá thánh tôn cảnh, trừ bỏ mượn nhờ nguyên tuyền bên ngoài, còn có một loại khả năng, kia liền là khí số viên mãn, chạm đến thiên số. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn nội tâm kỳ thật có hai loại cực kỳ đáng sợ ý nghĩ, một loại là nhân tạo nguyên tuyền, loại này cấu tứ, là đến từ vô trần bí điển bên trong ghi chép, đã từng có người thử qua. Mà đổi thành một loại, thì là trợ giúp Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ chạm đến thiên số, cưỡng ép từ thượng thiên cái kia chiếm lấy bản nguyên chi lực. Hai loại phương pháp này, kỳ thật đều hiệu quả như nhau, chỉ là loại phương pháp thứ hai càng thêm bá đạo mà thôi. Oanh, Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, trong cơ thể hắn tử sắc nguyên tuyền, đột nhiên có một cỗ bá đạo lực lượng rót ngược vào, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ nguyên tuyền. Thành công, Tiêu Phàm yên lặng, bản thân liền đột phá chân chính hạ phẩm thánh tôn. Lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực tốc độ, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân lông tóc dựng đứng, da đầu lóe sáng, một loại khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía tứ phương, lại là phát hiện, bốn phía rối loạn thời không toàn bộ vỡ nát, thật giống như bị một cỗ lực lượng cho hút hết một dạng. Chỗ của hắn, trong nháy mắt biến thành một vùng tăm tối hư vô chi địa, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng tia sáng. Cả phiến thiên địa tầm đó, chỉ còn lại có Tiêu Phàm một người. Tiêu Phàm không biết vì sao, một loại mãnh liệt vẻ bi thương tràn vào trong lòng, hai mắt bất chi bất giác trở nên đỏ bừng. Một sát na này, Tiêu Phàm dường như đã mất đi tất cả, buồn từ tâm đến, nóng bỏng nước mắt không ngừng chảy xuống. Vì sao ta sẽ chảy nước mắt? Tiêu Phàm không hiểu, hắn rõ ràng lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực, đột phá đến chân chính thánh tôn cảnh A. Đây là việc vui, vì sao hắn sẽ cảm thấy như thế bi thương đây? Nhìn xem mênh mông hắc ám, Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, trong mắt nước mắt làm sao ngăn đều ngăn không được. Ta hẳn là cao hứng mới đúng A, Tiêu Phàm một lần lại một lần nói với chính mình, có thể bất kể như thế nào đều cao hứng không nổi. Loại cảm giác này 10 điểm khó chịu. Sau một khắc, trong đầu hắn hiện lên một bức tranh, trong tấm hình, hắn ở đám người bao vây phía dưới tỉnh lại, bốn phía truyền đến không ít châm chọc thanh âm. Tiêu Phàm nhớ kỹ, đó là hắn trùng sinh giới này thời điểm, vừa lúc bị chiến hồn đại lục chiến hồn điện đá đi ra. Hình ảnh chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng hoán đổi, rất nhanh, hình ảnh lại nhanh chóng nhất chuyển, dã ngoại lịch luyện, đụng phải tiểu ma nữ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm giờ mới hiểu được, những hình ảnh này, là mình cả đời này trải qua sự tình. Vì sao trong đầu của mình sẽ tái hiện đã từng xuất hiện hình ảnh đây? Hắn không hiểu, bất quá, từ những hình ảnh này bên trong, hắn lại lần nữa cảm nhận được ngọt bùi cay đắng, đi từng bước một đến cảnh giới bây giờ. Chỉ là, hắn dường như quên đi, bản thân đột phá thánh tôn cảnh sự tình. Ở hình ảnh cuối cùng, hắn thành công trèo lên đỉnh thế giới chi đỉnh, quan sát ức vạn run rế, một loại vui sướng cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Chư thiên vạn giới, tất cả đều ở hắn chúa tể. Nhân sinh của hắn, cũng đạt tới đỉnh phong. Chỉ là không đợi hắn tới kịp hưởng thụ thứ khoái cảm này, đột nhiên thiên băng địa liệt, càn khôn điên đảo, trong thiên địa toàn bộ sinh linh, cơ hồ trong nháy mắt diệt tuyệt. Mắt hắn trợn trợn nhìn bên người thân hữu, huynh đệ, người yêu,
tất cả đều thống khổ chết ở trước người mình, nhưng lại bất lực. Loại này bi thống, xa không phải người có thể tiếp nhận. Tiêu Phàm tâm tính cố nhiên không tồi, nhưng là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Hắn thống khổ, gào thét, tràn đầy bất lực. Dường như toàn bộ thế giới đều rời hắn mà đi, chỉ còn lại có hắn một người cô độc. Thiên địa, cái gì đều còn lại, mọi thứ đều bị hủy diệt, Tiêu Phàm cũng đưa thân vào vô tận hư vô hắc ám bên trong, đã mất đi phương hướng. Ta không phải thiên địa chúa tể sao, vì sao ngay cả bản thân thân bằng hảo hữu đều không bảo vệ được. Tiêu Phàm khàn cả giọng gào thét, cổ họng của hắn khàn giọng, ánh mắt tuyệt vọng, huyết lệ cuồn cuộn mà ra. Hắn vì sao mạnh lên, không phải là vì bảo hộ người bên cạnh sao? Mạnh lên, hắn là làm được. Nhưng người bên cạnh, lại một cái đều không bảo hộ được, vậy hắn mạnh lên còn có ý nghĩa gì? Ken két mấy tiếng giòn vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, đó là ba cái nguyên tuyển bắt đầu phá toái, ba loại bản nguyên chi lực không hề bị đến khống chế, dọc theo khe hở chậm rãi tiêu tán mà ra. Mà hết thảy này, hắn lại không hề hay biết. Hoặc có lẽ là, hắn biết rõ, nhưng hắn vẫn không đi ngăn cản. Tất cả mọi người chết rồi, thiên địa đều không tồn tại, hắn mình còn sống, lại có ý nghĩa gì đây? Tiêu Phàm trôi nổi trong hư không, ánh mắt u ám, thể nội ba loại bản nguyên chi lực tàn phá bừa bãi, không ngừng đánh thẳng vào thân thể, dẫn đến sinh cơ nhanh chóng xói mòn. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại sinh không thể niệm, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Ken két, ba cái nguyên tuyển phá toái càng ngày càng lợi hại, bản nguyên chi lực mãnh liệt, kinh mạch trong cơ thể tất cả đều bị xé nát, quanh thân máu tươi dâng trào, một loại mãnh liệt đau đớn tràn ngập toàn thân. Mặc dù rất thống khổ, nhưng Tiêu Phàm lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Chết đi, chết liền xong hết mọi chuyện. Chết cũng tốt, mọi thứ đều không tồn tại, sống sót còn có ý nghĩa gì đây? Tiêu Phàm tự nói, từ từ nhắm hai mắt lại. Đông, đông, cũng đúng lúc này, một trận tim đập thanh âm từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, đó là bạch sắc thạch đầu, không ngừng nhảy lên, tản ra một cỗ lực lượng tràn vào Tiêu Phàm tứ chi bách hài, muốn chữa trị hắn kinh mạch. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, nhưng hắn cũng không có động tĩnh, trong trí nhớ của hắn, dường như đã quên đi bạch sắc thạch đầu tồn tại. Thời khắc này bạch sắc thạch đầu, bàng giống như là đã có sinh mệnh, lộ ra phi thường sốt ruột. Không ngừng oanh kích lấy Tiêu Phàm tâm thần, tựa như muốn nói cho Tiêu Phàm cái gì. Nhưng đối với một cái tìm chết người mà nói, thì có ích lợi gì đây? Không ai có thể đánh thức một cái vờ ngủ người, càng không ai có thể cứu vãn một cái một lòng tìm chết người. Phốc phốc, bản nguyên chi lực xuyên thấu Tiêu Phàm thân thể, máu tươi chảy ra, mặc cho bạch sắc thạch đầu làm sao ngăn cản, cũng căn bản không ngăn cản được. Nếu như Tiêu Phàm có sống tiếp động lực, căn bản không cần bạch sắc thạch đầu xuất thủ, hắn cũng có thể sống sót. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chỉ muốn nhanh lên chết đi, mặc cho ai đều cứu không được hắn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, khẩu khí này, vẫn là bạch sắc thạch đầu cho hắn treo, bằng không mà nói, Tiêu Phàm không biết chết bao nhiêu lần. Phải thất bại sao, không biết chỗ nào truyền đến một thanh âm, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thở dài, có lẽ... Chư thiên tịch diệt kiếp, đối với một cái hạ phẩm thánh tôn mà nói, vẫn là quá tuyệt vọng a. Thanh âm kia tràn đầy không cam lòng, có thể lại không thể làm gì. Nếu như khiến người khác nghe được, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Chư thiên tịch diệt kiếp, đây chính là đột phá cảnh giới cao hơn, mới có thể có thần kiếp a. Thân ở chư thiên tịch diệt kiếp bên trong, tất cả mọi người sẽ quên đi tất cả, mặc dù nơi này phát sinh tất cả chỉ là huyễn cảnh. Nhưng cái này huyễn cảnh là xây ở chân thật cơ sở. Có thể nói, chư thiên tịch diệt kiếp, là tu sĩ một cái khác nhân sinh. Mặc dù hắn đúng là không tồn tại huyễn cảnh, nhưng là, đừng nói hạ phẩm thánh tôn, chính là thiên tôn đều không thể khám phá, lại có bao nhiêu người có thể đủ vượt qua đây. Tiêu Phàm tâm tính rất mạnh, thực lực cũng cực kỳ yêu nghiệt, nhưng hắn ở thiên tôn cường giả trước mặt, cuối cùng chỉ là một con kiến hôi. Liền thiên tôn cường giả đều không thể nhìn thấu chư thiên tịch diệt kiếp, để một cái hạ phẩm thánh tôn tu sĩ vượt qua, quả thật có chút làm người khác khó chịu. A, đột nhiên, thanh âm kia lại hơi hơi kinh dị, dường như có cặp mắt tập trung vào Tiêu Phàm. Chỉ thấy nguyên bản đã từ bỏ hy vọng Tiêu Phàm, đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng hô nói, con ta đây.
Mấy chữ phun ra, Tiêu Phàm bỗng nhiên kinh hãi ngồi lên, trên mặt lộ ra thống khổ, trong thống khổ lại bí mật mang theo một tia hy vọng. Hy vọng, chư thiên tịch diệt kiếp bên trong, còn sẽ có hy vọng tồn tại sao? Ở đám người nhận thức bên trong, đó là không có khả năng. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm, xác thực thấy được một tia hy vọng, tự lẩm bẩm, Thi Vũ, lão đại, lão tam bọn họ đều đã chết, thí thần bọn họ cũng đã chết, tất cả mọi người chết rồi, nhưng con ta còn sống. Trong đầu hắn có hồi tưởng lên một tấm chưa từng thấy qua mơ hồ khuôn mặt, chương này khuôn mặt, ở hắn vừa rồi một đời khác bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ là, chương này mơ hồ khuôn mặt, lại là hắn sâu trong linh hồn một sợi chấp niệm đồng dạng, làm sao đều không biến mất được. Chẳng biết tại sao, nhớ tới tấm kia mơ hồ khuôn mặt, trên mặt không kiềm hãm được hiện lên một nụ cười. Bởi vì, đó là hắn chưa từng thấy qua nhi tử. Hô hô, đột nhiên, Tiêu Phàm hình ảnh trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa, tất cả hắc ám biến mất, hắn xuất hiện lần nữa ở một mảnh thác loạn thời không. Thánh tôn kiếp, Tiêu Phàm tự nói một tiếng, phun ra một ngụm chọc khí. Tựa như vừa mới phát sinh tất cả, đều là quá khứ vân yên, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được trạng thái bản thân lúc, sắc mặt lại là biến rồi lại biến. Nguy hiểm, Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, nhanh chóng điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, hòa tốt mấy canh giờ ổn định thương thế. Mặc dù hắn vừa mới trải qua tất cả, chỉ là giống như mộng ảo, nhưng lại như vậy chân thực. Chí ít, trong cơ thể hắn ba cái nguyên tuyển phá toái, bản nguyên chi lực tàn phá bừa bãi là thật. Kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu. Nếu như không phải hắn khám phá chư thiên tịch diệt kiếp sơ hở, hắn liền đã ngỏm củ tỏi. Dù cho hắn hơi tỉnh ngộ muộn một hồi, một khi nguyên tuyển triệt để vỡ vụn, coi như không chết cũng tàn tật, một thân tu vi tất sẽ hóa thành hư không. Thậm chí, dù cho hắn về sau muốn trùng tu, cũng chưa chắc có thể đột phá thánh tôn cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy hết sức nghĩ mà sợ. Nếu như không phải con ta, hiện tại ta đã chết ở kiếp nạn này phía dưới. Tiêu Phàm cảm khái hết sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái kia chưa từng thấy qua nhi tử, là sâu trong nội tâm hắn chấp nhất. Có lẽ là hắn chưa từng thấy qua nguyên nhân, chư thiên phá diệt kiếp cũng không có phác họa ra con trai hắn chân chính khuôn mặt. Nếu không, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối tỉnh ngộ không được. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm rốt cục áp chế thương thế bên trong cơ thể, ba cái nguyên tuyển cũng đình chỉ sụp đổ, xem như ổn định lại, kinh mạch cũng chữa trị không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hắn trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không cách nào sử dụng bản nguyên chi lực. Muốn chữa trị ba cái nguyên tuyển, còn cần không ít thời gian và đại giới. Chư thiên tịch diệt, ta Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không có vĩ đại dường nào, chỉ là muốn cùng bản thân thân hữu, cầu thả sống sót mà thôi, chư thiên tịch diệt, lại cùng ta có liên can gì? Tiêu Phàm tự giễu cười một tiếng. Hắn không phải chúa cứu thế, trên đời này, mạnh mẽ hơn hắn người khắp nơi đều là. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái vừa mới kém chút chết ở thánh tôn kiếp phía dưới nho nhỏ hạ phẩm thánh tôn mà thôi, may mà hắn còn nghĩ có một ngày có thể cứu vớt thế giới. Cũng không phải hắn Tiêu Phàm không nguyện ý, hắn hiện tại, liền bảo vệ mình thân hữu năng lực đều không có, lại có tư cách gì cứu vớt thế giới đây. Những cái kia không biết so với hắn mạnh mẽ bao nhiêu lần thiên hoang cường giả, đều chỉ nghĩ đến bản thân cường đại, không để ý người khác sinh tử, thậm chí muốn đẩy hắn Tiêu Phàm vào chỗ chết. Coi như hắn thật có năng lực như thế, những người này, xứng hắn Tiêu Phàm bảo hộ sao? Không xứng, đây là Tiêu Phàm trong lòng đáp án, dù cho Long Vân khuyên bảo hắn, không muốn cửu hận thiên hoang. Nhưng ít ra, hắn Tiêu Phàm yêu không nổi, dạng này thiên hoang, không xứng hắn Tiêu Phàm bảo hộ. Thật lâu, Tiêu Phàm đứng dậy, nhục thân lực lượng đã khôi phục, hơn nữa so trước đó ẩn ẩn muốn cường đại hơn nhiều. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Tiêu Phàm nội tâm tự an ủi mình, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn tay cầm thời không thiên châu tiếp tục tiến lên, thác loạn thời không không làm gì được hắn. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở một cái thế giới khác. Nơi xa, dãy núi chập trùng, sương mù bốc hơi, mờ mịt lượn lờ, sinh cơ giạt rào, phồn vinh mạnh mẽ, giống hệt nhân gian tiên cảnh. Thật là nồng đậm nguyên lực, Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt lóe lên nồng nặc vui mừng. Ở chỗ này,
có lẽ không bao lâu, là hắn có thể chữa trị ba cái nguyên tuyền, phát huy ra chân chính thực lực. Thánh tôn cảnh, mặc dù là cảm ngộ bản nguyên chi lực, nhưng là đồng dạng có thể dùng nguyên lực chữa trị thương thế, trừ phi thương tới đến căn bản, khi đó nguyên lực mới sẽ không có tác dụng quá lớn. Dừng lại, liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời khắc, một tiếng quát như sấm vang lên, phía trước có vài đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng vây Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sững sờ, nơi này không phải cổ địa bí cảnh sao, tại sao có thể có người đâu? Hay là nói, bản thân lại trở về Hoàng Sa cổ địa? Nhưng Hoàng Sa cổ địa, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cát vàng, như thế nào lại như thế sinh cơ bừng bừng đây? Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh mấy người, nhưng hắn kinh ngạc là, mấy người kia vậy mà đều là hạ phẩm thánh tôn tu vi, hơn nữa ăn mặc 10 điểm cổ lão. Hắn trước tiên bài trừ bọn họ là thiên hoang tu sĩ khả năng, về phần dị ma, vậy càng thêm không có khả năng, đối phương khí tức trên thân, cùng thiên hoang tu sĩ cơ hồ không có gì khác nhau. Người dám xâm nhập vạn thánh vân giới, còn không thúc thủ chịu trói. Cầm đầu là cả người khoác cổ lão áo giáp, dáng người cao gầy nữ tử, mặt mũi nhu mì xinh đẹp, một đôi nhọn lỗ tai, rất có cá tính, dị thường hấp dẫn con mắt người khác. Vạn thánh vân giới. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Chẳng lẽ mình ngộ nhập thời không loạn địa, rời đi thái cổ thần giới cùng thiên hoang, tiến nhập cửu thiên thập địa bên trong thế giới khác? Khả năng này rất lớn, dù sao, thời không loạn địa thế nhưng là không có cái gì quy tắc có thể nói. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, cái kia cao gầy nữ tử ra lệnh một tiếng, bốn người khác đồng thời xông tới, cường đại khí tức phóng tới Tiêu Phàm. Bất quá! Tiêu Phàm lại là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hắn nguyên tuyền không cách nào thôi động, nhưng dù gì cũng là vượt qua thánh tôn cảnh, trở thành chân chính hạ phẩm thánh tôn. Hơn nữa, hắn còn rèn đúc ra vô thượng kim thân đệ nhất đoán, cho dù sức mạnh thân thể, cũng không yếu với cùng giai tu sĩ. Nhìn thấy mấy người muốn bắt lấy hắn, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn chuẩn bị động thủ. Dừng tay, lúc này... Nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm nhíu mày, làm sao cảm giác thanh âm này có chút quen tai đây? Như Hi tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Cao gầy nữ tử nghe được thanh âm kia, nguyên bản lạnh như băng mặt, trong nháy mắt bị ôn nhu thay thế, liền Tiêu Phàm đều không lại để ý, đi thẳng tới. Gặp qua Như Hi tiểu thư, bốn người khác cũng đồng thời cung bái nói, ánh mắt bên trong đều là vẻ cung kính. Trong đó hai nam tử, càng là hiện lên một vòng vẻ ái mộ. Như Hi, Tiêu Phàm không có gặp người, nhưng nghe đến hai chữ này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn theo nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một người mặc quần dài màu tím thiếu nữ, nhất bính nhất khiêu đi tới, cặp mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào đáng yêu. Như Hi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn người tới, ánh mắt lộ ra không thể tin. Như Hi tiểu thư tên cũng là ngươi gọi sao? Trong đó một cái nam tử tức giận hướng về Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì không chuẩn bị động thủ. Mấy người khác cũng là phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Như Hi tiểu thư, lai lịch người này không rõ, tự tiện xông vào vạn thánh vân giới, không muốn dựa vào hắn quá gần. Cao gầy nữ tử nhìn thấy Như Hi hướng Tiêu Phàm đi đến, vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhưng mà... Quần dài màu tím nữ tử lại là lơ đễnh đẩy ra nàng cánh tay, đi tới Tiêu Phàm trước người. Sau một khắc, để cao gầy nữ tử mấy người không thể tin sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Như Hi trực tiếp nắm cả Tiêu Phàm cánh tay, cười híp mắt nói, sư tôn, không nghĩ tới ngươi tới thật. Sư tôn, cao gầy nữ tử đám người ngạc nhiên hết sức, cái này người ngoại lai, dĩ nhiên là Như Hi tiểu thư sư tôn. Bọn họ còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng liền tính một người nghe lầm. Bọn họ nhiều người như vậy không có khả năng tất cả đều nghe lầm a. Thế nhưng là, Như Hi tiểu thư lúc nào có sư tôn đây? Không sai, trước mắt Như Hi tiểu thư, chính là Tiêu Phàm đồ đệ, có được luân hồi tiên thể Như Hi, tên đầy đủ Trương Như Hi. Lúc trước Trương Văn Cẩn phân thân ở cửu u địa ngục đem hắn giao phó cho Tiêu Phàm thu nàng làm đồ đệ. Ngươi làm sao ở nơi này? Tiêu Phàm từ ngắn ngủi thất thần lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nói. Nơi này là ta nhà, ta không ở nơi này lại ở nơi nào. Như Hi híp mắt cười một tiếng, đáng yêu mê người. Nhà ngươi,
Tiêu Phàm đưa tay sờ sờ Như Hi cái trán, buồn bực nói, ngươi không phát sốt à? Cũng khó trách Tiêu Phàm không tin, Như Hi chính là Trương Văn Cẩn tôn nữ, nhà nàng không ở Thái Cổ Thần Giới, nên ở Thiên Hoang mới đúng chứ. Hơn nữa, lúc nào Như Hi trở nên như vậy ôn nhu động lòng người, cái này cùng hắn ấn tượng bên trong cái kia đạn đạo nghịch ngợm nữ hài hoàn toàn khác biệt a. À. Cao gầy nữ tử mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Như Hi thân mật cử động, càng thêm kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân, hắn đúng là ngoại lai, một cái kẻ ngoại lai, lại tại sao có thể là thân phận chân quý Như Hi tiểu thư sư tôn đây. Mặt khác hai người nam tính tu sĩ, càng là kém chút gầm hét lên. Mau buông ra Như Hi tiểu thư, để cho ta tới. Như Hi thế nhưng là bọn họ trong mộng tình nhân a, giờ phút này vậy mà nắm ở một cái nam tử xa lạ bả vai, cái này khiến bọn họ làm sao chịu được. Chán ghét, Như Hi hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, đẩy ra Tiêu Phàm, nói, gia gia của ta để cho ta tới đón ngươi, ngươi liền đối với ta như vậy. Trương Văn Cẩn, Tiêu Phàm càng thêm ngoài ý muốn. Trương Văn Cẩn biết mình muốn đến, còn để Như Hi đến đón mình. Nhưng cao gầy nữ tử mấy người liền càng thêm không bình tĩnh, Trương Văn Cẩn là người phương nào, cái kia nhưng là bọn họ muốn ngưỡng vọng tồn tại, Tiêu Phàm vậy mà gọi thẳng tên húy. Mấu chốt nhất là, bọn họ Như Hi tiểu thư cũng không có động giận, ngược lại gật gật đầu. Mang ta đi, Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều nghi vấn, cái này gọi là gì vạn thánh vân giới địa phương, đến cùng là địa phương nào? Cùng vạn thánh dược các lại có quan hệ gì? Tiêu Phàm một đường trầm tư, ngược lại là Như Hi thỉnh thoảng cùng Tiêu Phàm trò chuyện. Từ Như Hi trong miệng, Tiêu Phàm cũng biết đại khái vạn thánh vân giới là một cái dạng địa phương gì. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao mình ở Thái Cổ Thần Giới chưa nghe nói qua vạn thánh dược các danh tiếng, thậm chí ở Thiên Hoang, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới vạn thánh dược các tin tức. Nguyên lai! Vạn thánh dược các vậy mà tại trong hư vô một mình mở ra một chỗ không gian, tự thành một giới, mà không phải người nào đó thể nội thế giới. Hơn nữa, giới này mặc dù không lớn, nhưng là không nhỏ. Chí ít, Tiêu Phàm trước đó ở thời không loạn địa bên ngoài nhìn thấy cổ địa bí cảnh, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Bất quá nghe đến đây, Tiêu Phàm càng thêm buồn bực, chính mình lúc trước ở nhân tộc thí luyện cổ địa bên trên cửu u cốc bên trong. Cũng phát hiện vạn thánh dược các tung tích. Theo thời gian phán đoán, vạn thánh dược các sớm tại vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm trước liền tồn tại. Nhưng ở chiến hồn đại lục, cũng mới vẻn vẹn đi qua vạn năm mà thôi, mấu chốt là chiến hồn đại lục cùng Thái Cổ Thần Giới thời gian so là 1.001. Nói cách khác, chiến hồn đại lục vạn năm trước đó, Thái Cổ Thần Giới cũng vẻn vẹn đi qua 10 năm mà thôi. Thời gian 10 năm. Đối với thánh tôn cảnh cường giả mà nói, khả năng một lần bế quan liền đi qua. Nhưng hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác, Trương Văn Cẩn tựa như đã sớm biết hắn Tiêu Phàm sẽ xuất hiện một dạng. Mang theo một đầu óc nghi hoặc, Tiêu Phàm đi theo Như Hi ghé qua khoảng cách mấy vạn dặm, đáp xuống một tòa cổ điển đại khí thành trì. Trên đường đi, Tiêu Phàm thấy được liên miên dược điền, có dược điền 10 điểm cổ lão, chỉ ít đạt đến mấy vạn năm tuế nguyệt. Nếu là ở địa phương khác, nơi có người, gần như không có khả năng có được vượt qua vạn năm dược điền, nhưng nơi này khắp nơi đều là. Hơn nữa, cái này vạn thánh vân giới nhân khẩu không nhiều, nhưng từng cái thực lực đều không thấp, yếu nhất đều là đại đế cảnh, hơn nữa, đại đế cảnh tu sĩ vẫn chỉ là thông thường dược nông. Dùng đại đế cảnh tu sĩ đến trồng dược, trước kia Tiêu Phàm là nghĩ cũng không dám nghĩ việc này, nhưng nơi này, lại khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí thánh tôn cảnh trồng thuốc đều có không ít. Sư tôn, nơi này là vạn thánh thành, cũng là vạn thánh vân giới duy nhất thành trì. Như Hi giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cái này vạn thánh thành bên trong tu sĩ ngược lại là so ngoại giới muốn nhiều hơn không ít, nhưng cũng không tính được nhiều. Ở Thái Cổ Thần Giới, tùy tiện một tòa thông thường tam lưu môn phái thành trì, đều có thể so với cái này vạn thánh thành tu sĩ nhiều. Hơn nữa. Vạn Thánh Thành nhìn qua là một tòa thành trì, nhưng nơi này không có cửa thành, trong thành cũng không có kim bích huy hoàng cung điện, tất cả đều là phổ thông thụ mộc xây dựng tòa nhà lớn, cho người ta một loại đơn sơ nhưng lại cổ điển cảm giác. Sư tôn, người cũng đừng nhìn Vạn Thánh Vân giới ít người, nhưng từng cái đều là tinh anh, hơn nữa từng cái đều là cường đại luyện dược sư, đương nhiên, trừ ta ra,
Như Hi vẻ mặt ngạo khí nói. Chẳng qua là khi nàng nói ra câu nói sau cùng kia lúc, lại có chút thất vọng cùng uể oải. Tiêu Phàm không có để ý Như Hi thần sắc, hắn bị Như Hi lời nói cho khiếp sợ đến. Những người này, đều là luyện dược sư. Phải biết, vô luận là thái cổ thần giới cũng tốt, thiên hoang cũng được, cũng không có nhiều như vậy luyện dược sư a. Đây cũng là ngoại giới luyện dược sư như thế chân quý nguyên nhân. Đúng rồi sư tôn, ngươi không phải cũng là luyện dược sư sao, không biết ngươi đạt đến tôn giai hay không? Như Hi lại tò mò hỏi. Tiêu Phàm cười không nói, những năm này, hắn luyện dược trình độ mặc dù hoang phế không ít, vốn lấy năng lực của hắn, luyện chế thông thường tôn giai thần dược, vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ hắn không cách nào sử dụng bản nguyên chi lực. Tài luyện đan đoán chừng cũng giảm bớt đi nhiều. Đến, Như Hi cũng không quan tâm Tiêu Phàm trầm mặc, mang theo Tiêu Phàm đi tới một tòa đơn sơ tiểu viện trước mặt ngừng lại. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, tiểu viện bên trên mang theo một tấm bảng, bảng hiệu bên trên viết cứng cáp có lực hai cái chữ cổ, Hữu Các. Ta ra ra là vạn thánh dược các Hữu Các chủ, đi thôi, ra ra đã đợi ngươi rất lâu. Như Hi đẩy ra hàng rào cửa gỗ, dẫn đầu đi vào trước. Tiêu Phàm ngược lại là nghe nói qua vạn thánh dược các có tả các cùng hữu các phân chia, về phần Trương Văn Cẩn chính là hữu các chủ, hắn lại không thế nào rõ ràng. Nghĩ đến đường đường vạn thánh dược các hữu các chủ, vậy mà ở tại nơi này đơn sơ vô cùng tiểu mục viện lạc bên trong, Tiêu Phàm cảm khái không thôi. Những người này, không có nửa điểm xa hoa phân chia, nhưng hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng là như thế, hắn đã cảm thấy vạn thánh dược các càng ngày càng thần bí. Ha ha, tiểu hữu, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tiêu Phàm vừa mới bước vào tiểu viện, một đạo sang sảng thanh âm từ trong sân truyền đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy cả người khoác áo tơi, vác cuốc, trần trụi hai chân lão nông cười đi tới, hắn trên chân còn đứng không ít bùn thổ. Nhìn thấy đối phương bộ này cách ăn mặc, Tiêu Phàm thật lâu ngây tại chỗ. Nhưng khi hắn nhìn thấy mặt mũi của đối phương lúc, lại là liếc mắt liền nhận ra, đối phương lớn lên cùng vô cửu quỷ vương giống như đúc, cùng trong đầu hắn Trương Văn Cẩn cũng không có chút nào khác nhau. Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm không dám xem thường Trương Văn Cẩn, hơi hơi thi lễ nói. Dù cho hắn hiện tại đột phá hạ phẩm thánh tôn, vậy mà đều nhìn không thấu lão gia hỏa này mảy may, có thể nghĩ Trương Văn Cẩn cường đại. Không cần đa lễ. Trương Văn Cẩn khoát khoát tay, ném cái cuốc, trực tiếp đi đến trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cho Tiêu Phàm rót một chén trà nói, tiểu hữu, chắc hẳn trong lòng ngươi có mọi loại nghi hoặc, trước không nên gấp gáp, ta để người gọi Lục lão quỷ đi, chờ chút từng cái giải thích cho ngươi. Trương lão quỷ, ngươi lại tại nói xấu ta. Vừa dứt lời, không trung đột nhiên truyền đến một đạo khó chịu thanh âm, chớp mắt, trong sân là hơn ra một bóng người. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một đạo áo bào đen thân ảnh đi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lục Bá Hậu. Mặc dù Tiêu Phàm cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa còn là ở trong vạn thánh dược các gặp được một đạo tàn niệm, nhưng ấn tượng coi như hiểu sâu. Hơn nữa hắn có được đã gặp qua là không quên được năng lực, tự nhiên một lần liền nghĩ tới. Gặp qua Lục các chủ, Tiêu Phàm đứng dậy, hơi hơi thi lễ nói. Lúc trước hắn mặc dù vô cùng khó chịu Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người hố hắn, nhưng về sau suy nghĩ một chút, hai người này có lẽ có tâm tư khác, nhưng chưa từng có hại qua hắn, ngược lại nhường hắn chiếm được không ít chỗ tốt. Tiểu tử, người chính là các chủ trong dự ngôn người kia. Lục Bá Hậu quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm, 10 điểm ngoài ý muốn nói. Hắn linh hồn tàn niệm gặp qua Tiêu Phàm một lần, nhưng hắn bản thân là không biết Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm. Ngược lại có chút kinh ngạc cùng xa lạ. Tiên đoán, Tiêu Phàm nhíu mày. Đây là ý gì? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, Trương Văn Cẩn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói tránh đi Tiêu Phàm tiểu hữu, không biết vạn thánh dược các phải chăng ở trên thân thể ngươi. Tiêu Phàm không biết Trương Văn Cẩn là có ý gì, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra vạn thánh dược các. Thứ này hắn đã từng nghĩ đến giao cho muội muội của hắn Tiêu Linh Nhi đảm bảo. Nhưng hắn lại nghĩ tới cái này vạn thánh dược các khả năng không đơn giản, thả ở bên người Tiêu Linh Nhi sợ không an toàn, cuối cùng vẫn bản thân mang ở trên người. Nếu là ở Hoàng Sa cổ địa, Tiêu Phàm cũng không lấy ra vạn thánh dược các, nhưng nơi này chính là vạn thánh vân giới,
Hoàng Sa cổ địa quy tắc đã không làm gì được hắn, tự nhiên có thể tùy tiện mở ra thể nội thế giới. Thực sự là vạn thánh dược các, Lục Bá Hậu nhìn thấy vạn thánh dược các thời khắc, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như hận không thể lập tức đem vạn thánh dược các đoạt tới, bất quá hắn sinh sinh nhìn xuống loại này xúc động. Tiêu Phàm tất nhiên nguyện ý đem vạn thánh dược các lấy ra, đương nhiên sẽ không để ý bọn họ đoạt lấy đi, hơn nữa đối phương nếu là muốn đoạt, hắn cũng ngăn không được. Bất quá, nếu là thật sự bị Trương Văn Cẩn bọn họ cướp đi, hắn nội tâm cũng sẽ có chút ít thất lạc. Dù sao, vạn thánh dược các cùng vạn thánh dược điển, thế nhưng là trèo chống hắn y thuật đạt tới hiện tại tài nghệ căn bản, không thấy hai thứ đồ này, hắn về sau muốn ở luyện dược luyện đan phương diện có chỗ thành tích, liền khá là phiền toái. Là vạn thánh dược các, Tiêu Phàm gật gật đầu, tiện tay ném đi, liền đem vạn thánh dược các ném cho Trương Văn Cẩn, tựa như rất không thèm để ý đồng dạng, tiếp tục tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Trương Văn Cẩn không nghĩ tới Tiêu Phàm sảng khoái như vậy liền đem vạn thánh dược các cho mình, cái này có vẻ như cũng quá không đem vạn thánh dược các để ở trong lòng a. Chẳng lẽ hắn không biết vạn thánh dược các giá trị? Tiểu Hữu, không biết người luyện đan luyện dược tạo nghệ làm sao? Trương Văn Cẩn không có tiếp nhận vạn thánh dược các, mà là mặc cho hắn phiêu phù ở trước người. Lục Bá Hậu nhìn nhiều vạn thánh dược các vài lần, cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bình thường thôi, Tiêu Phàm lập lờ nước đôi nói. Có thể luyện chế nhất tinh thánh đan. Trương Văn Cẩn có chút không cam tâm, tiếp tục hỏi. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị một cỗ chấn động mãnh liệt cắt ngang, sau đó vẻ mặt âm trầm nhìn về chân trời. Muốn chết sao, Lục Bá Hậu cũng là lạnh rên một tiếng, những người kia lại còn không từ bỏ, Trương lão quỷ, ta đi xử lý một chút, lập tức tới ngay. Cùng một chỗ a. Trương Văn Cẩn cũng khó chịu lời của mình bị người cắt ngang. Tiền bối, đây là, Tiêu Phàm không hiểu. Cùng đi chứ, vạn thánh vân giới qua chút thời gian vừa vặn có một trận đan hội, vốn muốn cho ngươi tham dự một lần, không nghĩ tới có không có mắt, lại dám xông vào vạn thánh vân giới. Trương Văn Cẩn không đầu không đuôi giải thích một câu. Nói xong, tiện tay đem vạn thánh dược các ném vào Tiêu Phàm trong tay, sau đó một cỗ đại lực bọc lấy Tiêu Phàm biến mất ở trong sân. Trong lúc hô hấp, trong sân cũng chỉ còn lại có Như Hi một người, nàng chọc tức giậm chân. Từ khi nàng tiến vào căn này tiểu viện, liền thành người trong suốt, bây giờ lại bị người quên lãng, mấu chốt vẫn là bị sủng ái nhất gia gia của nàng quên mất. Lại nói Tiêu Phàm bị Trương Văn Cẩn mang đi, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi chi giác. Đương nhiên lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã xuất hiện ở một ngọn dãy núi đỉnh cao. Toàn bộ quá trình, chỉ có mấy hơi, lại làm cho hắn có loại đấu chuyển tinh di cảm giác. Đây là cái gì thực lực? Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc. Hắn gặp qua hạ phẩm pháp tôn cảnh Lý Đạo Lâm, ở trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, nếu như mặt đối mặt, hắn hô hấp đều sẽ trở nên ngạt thở. Nhưng mà, trước mắt cái này Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người lại cực kỳ bình tĩnh, hắn hoàn toàn không cảm giác được trên người đối phương cường đại. Nhưng đúng là như thế, Tiêu Phàm mới phát giác được, hai người này càng là sâu không lường được. Trung phẩm pháp tôn, vẫn là, thượng phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm không dám nghĩ, đương nhiên, hắn cũng không tiện mạo muội hỏi, đối phương cũng không nhất định sẽ nói cho hắn. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm ngẩng đầu hướng về phía trước chân trời nhìn tới, sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi bỗng co rụt lại. Chỉ thấy ngoài ngàn dặm vân đài phía trên, đứng đấy vô số thân ảnh. Những cái này thân ảnh bên trong, lại có không ít hắn quen thuộc, thậm chí ngay cả Lý Đạo Lâm đều ở trong đó. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không thể tin nói, Hoàng Sa cổ địa tu sĩ trong miệng cổ địa bí cảnh, không phải là cái này vạn thánh vân giới a. Tiêu Phàm ngạc nhiên, loại kết quả này hắn tuy có phỏng đoán, nhưng chân chính nhận định, vẫn là để trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh. Hai vị tiền bối, người kia thực lực rất mạnh. Chính là hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ở trước người hai người ngưng tụ ra một bóng người, chính là Lý Đạo Lâm bộ dáng. Tiêu Phàm đối Lý Đạo Lâm ấn tượng rất kém cỏi, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không ngại làm thịt Lý Đạo Lâm. Chỉ là, Lý Đạo Lâm thực lực xác thực rất mạnh, hắn ở trước mặt đối phương, chỉ là run rế một dạng tồn tại mà thôi. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu chỉ là cười cười, chỉ chốc lát sau.
Lục Bá Hậu nói, cả ngày bị một đám khiến người chán ghét con muỗi bực bội cũng không phải biện pháp, là ngươi đến, hay là ta? Một đám khiến người chán ghét con muỗi. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn vừa rồi thế nhưng là nói cho Trương Văn Cẩn bọn họ, Lý Đạo Lâm thực lực rất mạnh a. Bọn họ không trả lời thì cũng thôi đi, Tiêu Phàm cho là bọn họ trong lòng đã biết, hẳn là sẽ chú ý cẩn thận. Mà bây giờ, hắn lúc này mới ý thức được hoàn toàn không phải chuyện như thế. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người, có vẻ như hoàn toàn không đem hạ phẩm pháp tôn cảnh Lý Đạo Lâm để ở trong mắt, thậm chí có được nói diệt liền diệt năng lực. Liên hạ phẩm pháp tôn đều muốn diệt liền diệt, vậy bọn hắn chân chính thực lực. Tiêu Phàm mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm đã rung động không thôi, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người thực lực, có vẻ như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn biến thái a. Lục lão quỷ, chúng ta là luyện dược sư. Dược sư là chăm sóc người bị thương nghề nghiệp, có thể nào tùy tiện giết người. Trương Văn Cẩn vẻ mặt trịnh trọng nói. Oanh, cũng đúng lúc này, chân trời một tiếng rung động, lại là nhìn thấy Lý Đạo Lâm cùng Nộ Giang Ma Tôn hai người đột nhiên xuất thủ, cùng một chỗ công kích lấy lôi điện hải. Cường đại công kích, vậy mà xuyên thấu lôi điện hải, công kích ở một tầng thật mỏng màn sáng tựa như tùy thời có thể bạo phát ra. Nhìn thấy một màn này. Trương Văn Cẩn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, bất quá, ngẫu nhiên diệt mấy ngàn hơn vạn người, cũng không cái gì. Ngẫu nhiên diệt mấy ngàn hơn vạn người, Tiêu Phàm nheo mắt, như nhìn quái vật nhìn xem Trương Văn Cẩn, cái này nhìn như hiền lành lão giả, nhất định chính là cái sát nhân cuồng ma a. Bình thường giết chết một hai người xem như rất thường gặp sự tình, có thể diệt rơi hơn mấy ngàn vạn người là cực kỳ hiếm thấy a, một dạng cũng chỉ có trong chiến tranh nhìn thấy. Nhưng nghe Trương Văn Cẩn khẩu khí, hoàn toàn không đem cái này hơn mấy ngàn vạn cái tính mệnh để ở trong mắt a. Hơn nữa, việc này bọn họ tuyệt đối không có làm ít, bằng không mà nói, cũng sẽ không nói tùy tiện như vậy. Vậy liền diệt rồi a. Lục Bá Hậu nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhẹ nhàng lấy tay vung lên. Tiêu Phàm nguyên bản còn cho là bọn họ hai cái chuẩn bị xông đi lên đại khai sát giới đây, có thể Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chẳng lẽ bọn họ chỉ là nói một chút, chẳng qua là khi hắn nghe được nơi xa truyền tới tiếng sấm lúc, lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Ầm ầm, vô số lôi long gào thét, gầm thét, tạo thành một mảnh lôi hải, hướng về phiến kia vân hải phóng đi. Một màn này, nhưng... ta liền là người kia, Tiêu Phàm ngón tay chỉ mình, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn trước kia là không tin mệnh, nhưng cảnh giới càng cao, hắn đối những vật này cũng càng hiểu rõ. Có đôi khi nói là mệnh, nhưng thật ra là một loại cường đại thôi diễn mà thôi. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, vậy ngươi lại là làm thế nào biết ta sẽ giáng lâm vạn thánh vân giới, còn phái Như Hy tới đón ta? Chẳng lẽ ngươi cũng biết thôi diễn chi thuật? Nói đến đây, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Trương Văn Cẩn, muốn xem ra hắn có phải hay không nói láo. Nhưng mà, Trương Văn Cẩn lại là không có bất kỳ cái gì thần sắc chấn động. Mười điểm bình tĩnh nói, ta không biết thôi diễn chi thuật, bất quá trên người ngươi có vạn thánh dược các khí tức, một khi tới gần, chúng ta liền có thể bắt được, hơn nữa đại khái phán đoán ngươi xuất hiện phương hướng. Tiêu Phàm nghe vậy sao, mặt ngoài coi như bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Cảm ứng được vạn thánh dược các khí tức, lúc trước hắn xuất hiện ở vạn thánh vân giới biên giới. Cùng vạn thánh thành thế nhưng là cách xa nhau cực kỳ xa khoảng cách A, này cũng có thể cảm ứng được. Vậy Trương Văn Cẩn thực lực, lại là làm sao cường đại đây? Mặc dù nói, Tiêu Phàm bản thân luyện chế truyền âm ngọc phù, cũng có loại này đặc tính. Nhưng cái kia cũng chỉ có thể cảm ứng một cái đại khái phương hướng A, nhưng mà mấu chốt là, Trương Văn Cẩn là trực tiếp cảm ứng được vị trí cụ thể, liền 10 điểm không đơn giản. Tiêu Phàm đối Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thực lực lại có một cái mới tinh nhận biết, hai cái này lão gia hỏa, tu vi đã công tham tạo hóa a. Vạn thánh dược các giao cho hai vị tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn hỏi một chút hai vị. Tiêu Phàm lần nữa lấy ra vạn thánh dược các. Ngay sau đó lại lấy tay vung lên, mấy bóng người lập tức hiện lên ở trước người, chính là Thí Thần, Cửu U Ma Toan cùng Thần Phong ba cái. Ba người này là vãn bối huynh đệ. Bọn họ cũng vô cùng có khả năng xông vào vạn thánh vân giới, mong rằng hai vị tiền bối giơ cao đánh khẽ buông tha bọn họ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói.
hắn cũng không muốn thí thần cùng cửu U Ma Toan bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cùng thí thần bọn hắn an nguy so sánh, Tiêu Phàm ngược lại cảm thấy vạn thánh dược các cũng không tính là gì. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người nhìn nhau, ai cũng nhìn ra đối phương đáy mắt chỗ sâu chấn kinh. Đây chính là vạn thánh dược các a, Tiêu Phàm vậy mà lần thứ hai chủ động giao ra đây, chẳng lẽ trong mắt hắn, vạn thánh dược các cứ như vậy không đáng tiền sao? Tiêu Phàm đúng không, người thật không biết vạn thánh dược các giá trị. Lục Bá Hậu vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, vạn thánh dược các rất quý giá, nhưng cũng không có ta huynh đệ mệnh quý giá. Lời này Tiêu Phàm nói rất quyết đoán, cũng không có nửa điểm làm bộ. Lục Bá Hậu không nói gì, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, từ thưởng thức trở nên có chút bội phục. Lấy Tiêu Phàm niên kỷ, có thể có loại tâm tính này, đã 10 phần không sai. Hai vị tiền bối gặp qua ta huynh đệ, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề mang tính then chốt. Có một người xông vào, chúng ta gặp qua, bởi vì chính là thần thánh chi thể, chúng ta không có giết hắn. Trương Văn Cẩn giải thích một câu. Hô, Tiêu Phàm thật sâu thở ra một hơi. Vừa rồi kiến thức Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu sát tính, bọn họ thật đúng là sợ hai người này đem thí thần bọn họ tiêu diệt. Bất quá mấy tức về sau, Tiêu Phàm lại nhíu mày, chỉ có thí thần ở chỗ này, cái kia cửu U Ma Toan cùng thần phong đây, bọn họ lại đi đâu? Hy vọng bọn họ không việc gì. Tiêu Phàm nội tâm cầu nguyện, lập tức nói tiền bối, có thể hay không thả ta huynh đệ, hai người chúng ta lập tức rời đi vạn thánh vân giới, không nhiễu nơi đây thanh nhàn. Rời đi, Lục Bá Hậu lắc đầu, nói, người sợ là không đi được. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm trên mặt biến đổi, chẳng lẽ Lục Bá Hậu còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm, tâm thần dẫn ra lấy thời không thiên châu cùng trấn thế đồng quan. Tùy thời làm xong công kích chuẩn bị. Tiêu Phàm, người không nên hiểu lầm. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Trương Văn Cẩn vội vàng khoát tay giải thích nói, người chính là các chủ tiên đoán người, người có biết người tại vạn thánh dược các đại biểu cho cái gì sao? Cái gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi, ở sâu trong nội tâm có loại to gan phỏng đoán. Chỉ là hắn cũng không quá tin tưởng trên đời này có chuyện tiện nghi như vậy, cho nên không thể tin được suy đoán này mà thôi. Có được vạn thánh dược các người, là vạn thánh dược các chủ, vạn thánh vân giới chi chủ. Trương Văn Cẩn hít sâu một cái nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Tiêu Phàm mặc dù đã đoán được loại khả năng này, nhưng chân chính nghe được, vẫn là khiếp sợ không thôi. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, liền vội vàng khoát tay nói, tiền bối, loại này trò đùa mở quá lớn, vãn bối một cái nho nhỏ hạ phẩm thánh tôn cảnh. Có tư cách gì vì vạn thánh dược các chi chủ? Cái này vạn thánh dược các, là lúc trước ta ngẫu nhiên chiếm được các ngươi tàn niệm tán thành, lúc này mới một mực giữ ở bên người, hiện tại, ta đem vạn thánh dược các vật quy nguyên chủ. Vạn thánh dược các chủ, vạn thánh vân giới chi chủ, một cái này cái tên tuổi, lớn đến đáng sợ. Nhưng Tiêu Phàm không phải người ngu, cái này đĩa bánh quá lớn, hắn căn bản liền gặm không nổi, nào dám đem những danh xưng này hướng trên người mình ôm. Vạn nhất Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu chỉ là khảo nghiệm mình một chút, mình nếu là lộ ra nửa điểm lòng tham lam, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm. Nói ngươi là, ngươi chính là, Lục Bá Hậu quát khẽ nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm đem vạn thánh dược các tới phía ngoài bên cạnh đẩy, hắn liền muốn đánh tơi bời Tiêu Phàm một trận. Tiểu tử này, thật đem vạn thánh dược các như rác sao? Tiêu Phàm bị Lục Bá Hậu khí thế dọa đến sợ run cả người, lão gia hỏa này, thực lực sâu không lường được a. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, có thể bên cạnh Trương Văn Cẩn lại là trước tiên mở miệng, cắt ngang hắn nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, cũng đừng cho là chúng ta là đùa giỡn với ngươi. Các ngươi chính là nói đùa ta a. Tiêu Phàm nội tâm phiền muộn hết sức, bản thân đây là hoài bích có tội sao. Trương Văn Cẩn dừng lại chốc lát. Lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta cũng coi là thiên hoang người, vì sao ngay cả thiên hoang người đều giết đây? Cái này có gì ghê gớm, thiên hoang không phải cũng muốn giết ta sao? Tiêu Phàm lơ đánh khoát khoát tay. A, thiên hoang muốn giết ngươi, ngươi cùng thiên hoang có thù. Trương Văn Cẩn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nội tâm là có chút không tin. Bên cạnh Lục Bá Hậu trực tiếp lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa như lại nói, thôi.
ngươi liền thổi a, nhìn có thể thổi tới bầu trời sao? Cũng khó trách bọn hắn tin tưởng, Tiêu Phàm chỉ là một người mà thôi, tối đa cũng thì có mấy cái bằng hữu huynh đệ, muốn từ thiên hoang trong tay sống sót, nhất định chính là cái kỳ tích. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói ta có thể cùng thiên hoang có thù gì? Chỉ là có chút người, tự cho là đúng muốn đem ta xem như cửu nhân mà thôi, đáng tiếc vãn bối thực lực thấp, bằng không trực tiếp nhấc lên thiên hoang. Lời này Tiêu Phàm nói vang vang hữu lực, nói năng có khí phách, trong giọng nói còn bí mật mang theo nồng nặc phẫn nộ cùng cừu hận. Ngươi làm sao đắc tội thiên hoang? Này cũng đến phiên Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu kinh hãi, Trương Văn Cẩn nhịn không được hỏi. Cũng không cái gì, Tiêu Phàm lơ đễnh nói, bọn họ không phải có cái gì thiên hoang thần các cùng thập đại gia tộc sao, ta liền là không cẩn thận đắc tội thiên hoang thần các cùng mấy cái gia tộc mà thôi. Tiêu Phàm lời nói rất bình thản, có thể nghe vào Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Đắc tội thiên hoang thần các cùng mấy gia tộc lớn, ngươi còn có thể sống được xuất hiện ở đây. Hay là nói tiểu tử này đang nói láo, không hổ là các chủ giữ ngôn giả, này cũng bất tử. Trương Văn Cẩn nội tâm rung động, cho Lục Bá Hậu truyền âm nói, vạn thánh dược các chủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lục Bá Hậu cũng âm thầm gật đầu, nói các chủ nguyện vọng, chúng ta không thể vi phạm, có thể những người khác chưa hẳn đáp ứng, dù sao, đã qua tốt mấy vạn năm, nhất là vạn thánh các. Trương Văn Cẩn cũng rơi vào trong trầm tư, Lục Bá Hậu lời nói không phải là không có đạo lý, đây cũng là chuyện hắn lo lắng nhất. Hai người bọn họ mặc dù là cao quý tả các chủ cùng hữu các chủ, ở vạn thánh vân giới địa vị và uy nghiêm vẫn là cực kỳ tốt, gần như có thể trưởng quản nửa giang sơn. Nhưng muốn nói có thể quyết định vạn thánh vân giới tương lai, vẫn còn có chút phóng đại. Dù sao, tả các cùng hữu các, cũng không phải là vạn thánh dược các chính các, mà là giống như tu la điện tả hữu hộ pháp một dạng tồn tại. Ngoại trừ hai các bên ngoài, còn có một cái vạn thánh các. Đây mới là vạn thánh dược các chân chính trung tâm quyền lực. Chỉ có chân chính vạn thánh các chủ, mới có thể trưởng quản vạn thánh dược các, khống chế vạn thánh vân giới. Đương nhiên, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người ở trong vạn thánh vân giới, không thể nghi ngờ là tư lịch già nhất, có thể cùng bọn hắn so sánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Phàm, vạn thánh vân giới vừa vặn có một trận đan hội, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Trương Văn Cẩn cười cười nói, lại cho Lục Bá Hậu truyền âm nói, nếu như hắn có thể đủ đoạt được đan hội quán quân, vạn thánh các không ít trưởng lão, hẳn là sẽ tán đồng hắn. Không hứng thú, nhưng mà, Trương Văn Cẩn lấy được đáp án lại là ba chữ, hắn thoại âm chưa rơi, thần sắc liền cứng ngắc ở đó. Hắn tìm kiếm nghĩ cách cho Tiêu Phàm trải đường, muốn Tiêu Phàm trưởng quản vạn thánh dược các, trở thành vạn thánh vân giới chi chủ. Có thể Tiêu Phàm căn bản không có nửa điểm hứng thú, cái này khiến bọn họ cực kỳ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình buộc Tiêu Phàm trở thành vạn thánh dược các chủ, trở thành vạn thánh vân giới chi chủ sao? Lục Bá Hậu kém chút nhìn không được bật cười, bất quá hắn đối Tiêu Phàm cũng càng cảm thấy hứng thú hơn. Tiêu Phàm, ngươi là không biết, đoạt được đan hội vô địch chỗ tốt ha? Chỗ tốt, như các ngươi nói, ta nếu vì những chỗ tốt này, hoàn toàn có thể đáp ứng các ngươi. Trở thành vạn thánh dược các chủ, vạn thánh vân giới chi chủ. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói chẳng lẽ đan hội vô địch chỗ tốt, sao trở thành vạn thánh vân giới chi chủ còn lớn hơn sao? Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn bị Tiêu Phàm hỏi á khẩu không trả lời được, bọn họ tự nhiên là sẽ không nói cho Tiêu Phàm, hai chúng ta là không có tuyệt đối tư cách để Tiêu Phàm trở thành vạn thánh vân giới chi chủ. Bằng không mà nói, bọn họ chỗ nào còn muốn Tiêu Phàm đi tham gia cái gì đan hội? Còn mời hai vị tiền bối thành toàn. Tiêu Phàm không đợi Trương Văn Cẩn bọn họ mở miệng, tiếp tục khom người cúi đầu. Tiểu tử, Lục Bá Hậu nghe vậy, lập tức có chút tức giận. Chỉ là không đợi hắn đem lời nói ra miệng, Trương Văn Cẩn liền ngăn cản hắn, cười nói, Tiêu Phàm, lão hủ không biết ngươi là làm sao từ thiên hoang cùng mấy gia tộc lớn trong tay sống sót. Nhưng là, thiên hoang vẫn là mấy vạn năm trước một dạng đi tiểu tính, ngươi nếu ra ngoài. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể điều này cùng ta tham gia đan hội có quan hệ sao? Tiêu Phàm cũng biết mình rất phiền phức, có thể Trương Văn Cẩn mà nói, có vẻ như cùng đan hội không có chút quan hệ nào a. Thiên Hoàng đại gia tộc muốn giết ta, cùng ta muốn tham gia đan hội có một đồng tiền quan hệ sao? Không có a,
Ách Trương Văn Cẩn bị Tiêu Phàm mà nói cho sặc, có vẻ như cảm thấy Tiêu Phàm mà nói rất có đạo lý. Một bên Lục Bá Hậu đã vì hoàn toàn không nhìn nổi, nghĩa chính ngôn từ nói, tiểu tử, nói thật với ngươi a, ngươi nếu là không chiếm lấy đan hội quán quân, cho dù chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi cũng vô pháp thành là vạn thánh dược các chủ. Cho nên, đan hội mới là thành là vạn thánh dược các chủ cơ hội. Tiêu Phàm sững sờ, hóa ra cuối cùng là chuyện như thế a. Nhìn thấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đầu giống như con gà con mổ gạo đồng dạng, Tiêu Phàm lại nói, thế nhưng là ta không muốn trở thành là vạn thánh dược các chủ a. Phốc, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn có loại muốn hộc máu xúc động, hai người mình quay tới quay lui, tại sao lại đi vòng qua nguyên điểm đây? Bọn họ nội tâm cũng từng nghĩ đến gặp gỡ Tiêu Phàm một ngày, nghĩ đến Tiêu Phàm là rất muốn trở thành là vạn thánh dược các chủ, vạn thánh vân giới chi chủ. Nhưng bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà đối vạn thánh dược các chủ không có nửa điểm hứng thú. Tiêu Phàm, ngươi nếu như vậy rời đi vạn thánh vân giới, Thiên Hoàng vẫn là sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Trương Văn Cẩn thần sắc bình tĩnh, nói có thể ngươi muốn là trở thành vạn thánh vân giới chi chủ, Thiên Hoàng còn dám đối địch với ngươi sao? Tiêu Phàm nghe vậy, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, Trương Văn Cẩn lời nói này không sai, quả thực nói đến tâm hắn khảm lên rồi, nhưng hắn có trong nháy mắt chần chờ. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Trương Văn Cẩn cho Tiêu Phàm dùng một cái kiêu ngạo ánh mắt, tựa như lại nói, ngươi xem a, vẫn phải là ta xuất mã. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lời nói lại vang lên, các ngươi giết Thiên Hoàng nhiều người như vậy, cửa này có vẻ như cũng không có tốt như vậy qua a. Vạn nhất vạn thánh vân giới bị Thiên Hoàng tiêu diệt đây. Mặc dù Tiêu Phàm không biết Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn thực lực, nhưng hắn thấy, tuyệt đối là không thể nào cùng Thiên Hoàng nhìn bằng nửa con mắt. Đánh giám, Thiên Hoàng nào có thực lực này? Lục Bá Hậu gắt một cái, cực kỳ khinh thường nói. Trương Văn Cẩn cũng khó cười, nói, ngươi là không tin vạn thánh vân giới thực lực. Hay là nói, ngươi ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi Thiên Hoàng. Tiêu Phàm không nói, nói không sợ hãi đó là không có khả năng, nhưng hắn cũng không có lùi bước chỗ trống. Thiên Hoàng người, nếu như bọn họ thật có dạng này đảm phách, năm đó cũng sẽ đối vạn thánh dược các đuổi tận giết tuyệt, ngươi yên tâm đi, Thiên Hoàng là tuyệt đối sẽ không thật xuất thủ. Lục Bá Hậu khinh bỉ cười nói. Nếu như Thiên Hoàng thật có dạng này quyết đoán, năm đó lại làm sao có thể chỉ là bước đi ta vạn thánh dược các đây? Đoán chừng đã sớm diệt rồi a. Trương Văn Cẩn khịt mũi coi thường khẽ cười nói, trong giọng nói tràn đầy vô tận trào phúng. Nói nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Người khác hắn không hiểu rõ, nhưng cái này Lý Đạo Lâm, tuyệt đối sẽ lần nữa đánh tới. Tiêu Phàm kém chút liền nói ra câu nói này, ta đối vạn thánh dược các chủ vị trí không có hứng thú, người nói lại nhiều đều vô dụng. Chỉ là mà nói chưa mở miệng, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Một cỗ so Lý Đạo Lâm khí tức càng mạnh mẽ mãnh liệt mà đến. Thượng phẩm pháp tôn, Lục Bá Hậu nhíu mày một cái, lại nói, không đúng, là trung phẩm pháp tôn, cái này Thiên Hoàng người, quả nhiên là vẫn là trước sau như một vô sỉ a, cho rằng tìm đến trung phẩm pháp tôn liền có thể muốn làm gì thì làm. Trung phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm tiểu tâm can đều bỗng nhiên chấn động một cái, không nghĩ tới Thiên Hoàng người đến nhanh như vậy, hơn nữa còn mang đến như thế cường giả. Dầm dầm, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trung phẩm thánh tôn, giết nhân vật như bọn họ, đoán chừng thổi một hơi liền đầy đủ rồi a. Cảm nhận được cỗ kia khí tức bá đạo, Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, híp hai mắt nói, một lần này phiền toái. Tiêu Phàm biết rõ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thực lực rất mạnh, có mạnh hơn có thể có Thiên Hoàng mạnh sao? Hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù hắn không biết Lục Bá Hậu bọn họ làm sao chắc chắn Thiên Hoàng không dám đối vạn thánh vân giới xuất thủ, nhưng hắn nội tâm đã đối vạn thánh vân giới có chút thay đổi cách nhìn. Có lẽ mình muốn trở lại Thiên Hoàng, thật đúng là phải dựa vào vạn thánh vân giới. Phiền phức, có thể có phiền toái gì? Lục Bá Hậu nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cười khinh bỉ. Tiêu Phàm nội tâm rung động, ánh mắt lại là rơi vào vạn thánh vân giới bên ngoài một chỗ hư không vị trí. Nơi đó, xuất hiện mấy bóng người. Người cầm đầu, chính là một cái tóc trắng lông mi trắng lão giả tóc bạc mặt hồng hào, rất có tiên phong đạo cốt, trên người tản ra một cỗ siêu nhiên khí chất. Ngoại trừ tóc bạc mặt hồng hào lão giả bên ngoài,
ngoài ra còn có một người cùng Lý Đạo Lâm song song mà đứng, đó là một cái nam tử vóc người khôi ngô, nhìn qua năm chừng 60 tuổi. Nam tử khôi ngô quanh thân lờ mờ đan xen cường đại lôi điện lực lượng, bá đạo hung mãnh, bị người không dám tùy tiện tới gần. Cỗ kia hung mãnh bá đạo khí thế, chính là từ trên người người nọ tản mát ra. Trung phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn mới hạ phẩm thánh tôn mà thôi, cùng trung phẩm pháp tôn cảnh giới, thế nhưng là chênh lệch lấy hai cái đại cảnh giới đây. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, người này cùng Lý Đạo Lâm song song mà đứng, tất cả đều đứng ở cái kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả sau lưng, trên mặt đều là vẻ cung kính. Lý Đạo Lâm dù sao cũng là thần các phó các chủ a, lão giả kia so hắn thân phận còn muốn siêu nhiên, tôn quý. Hơn nữa, cái kia nam tử khôi ngô chính là trung phẩm pháp tôn tu vi, cái kia cầm đầu tóc bạc mặt hồng hào lão giả lại là cái gì tu vi đây? Quân Bách Nhẫn, đang lúc Tiêu Phàm rung động thời khắc, một bên Lục Bá Hậu đột nhiên nhíu mày, trên mặt hiện lên một vòng kiêng dè. Cho dù là tương đối dễ nói chuyện Trương Văn Cẩn, cũng cau mày. Tiêu Phàm kinh ngạc, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nhận biết đối phương. Sau một khắc, Tiêu Phàm tựa như qua gặp quỷ đồng dạng, một đạo ung dung thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại hư không. Trương huynh, Lục huynh, đã lâu không gặp, thanh âm rất già nua, lại trung khí mười phần, Tiêu Phàm biết rõ, đây là nơi xa lão giả dẫn đầu nói. Bọn họ quả nhiên nhận biết, hơn nữa, bọn họ có vẻ như vẫn là cùng một đời người. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, vì sao Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người nhìn qua hết sức trẻ tuổi, mà cái kia Quân Bách Nhẫn lại như thế già đây. Đúng vậy a, không sai biệt lắm 8, 9 vạn năm rồi a, lâu ta đều nhanh quên đi. Trương Văn Cẩn lời nói có chút âm dương quái khí, gặp tóc bạc mặt hồng hào lão giả Quân Bách Nhẫn. Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng không sợ đối phương nghe không được. Đạt tới bọn họ tu vi như vậy, đoán chừng vạn thánh vân giới ngoại vi trận pháp, đối bọn hắn đã không có quá nhiều giá trị. Quân Bách Nhẫn, người tới nơi này, chẳng lẽ còn muốn cùng ta cùng Trương lão quỷ giao thủ? Lục Bá Hậu ngoạn vị nhìn xem Quân Bách Nhẫn, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Nếu biết nơi đây chính là vạn thánh dược các địa bàn, lão hủ đương nhiên sẽ không xuất thủ. Quân Bách Nhẫn lắc đầu, nói, bất quá, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, không nói cũng được. Trương Văn Cẩn trực tiếp chặn lại Quân Bách Nhẫn miệng, không cho hắn nói hết lời. Nhưng Quân Bách Nhẫn tựa như không nghe đến lời này đồng dạng, tiếp tục nói, vạn thánh dược các thoát ly thiên hoang đã vài vạn năm, bây giờ đại kiếp sắp tới, vạn thánh dược các cũng cần phải trở về thiên hoang, hai vị chính là vạn thánh dược các tả hữu các chủ, hẳn là cân nhắc vạn thánh dược các tương lai. Thiên hoang vẫn là uy phong thật to a, năm đó không cần chúng ta thời điểm, liền đá một cái bay ra ngoài, hiện tại cần chúng ta thời điểm, liền muốn mọi loại lôi kéo. Lục Bá Hậu không chút kiêng kỵ giễu cợt nói. Hiển nhiên, hắn là cự tuyệt Quân Bách Nhẫn đề nghị. Quân Bách Nhẫn cũng giống như đã sớm đoán được kết cục này, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại tiếp tục nói, lão hủ biết rõ trong lòng các ngươi có khí, các ngươi không trở về thiên hoang, lão hủ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng chúng ta chí ít cũng đứng ở một đầu trên chiến thuyền, đại kiếp sắp tới, chúng ta cũng cần phải đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó khăn a. Vạn thánh dược các thần đan vô số, thiên hoang nguyện ý tiêu phí các ngươi hài lòng đại giới cùng các ngươi hối đoái, ta nghĩ, vạn thánh dược các cũng không phải là cái gì đều thiếu a. Lời này vừa nói ra, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu lập tức nhíu mày. Nói không động tâm, đó là không có khả năng. Vạn thánh dược các chiếm cứ vạn thánh vân giới vô số tuế nguyệt, nơi này mặc dù đại bộ phận cái gì cũng có thể thỏa mãn bọn họ, nhưng cũng có một chút đồ vật, cần từ ngoại giới mang vào. Hơn nữa, bọn họ thoát ly thiên hoang vài vạn năm, tuy nói năm đó có một ít mâu thuẫn, nhưng qua nhiều năm như thế, cái kia mâu thuẫn đã chậm rãi làm giảm bớt. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu có lẽ không nguyện ý hiện tại trở về thiên hoang, nhưng vạn thánh các là tuyệt đối nguyện ý. Cùng thiên hoang hợp tác, đối vạn thánh dược các có ích vô hại, hai vị có thể suy nghĩ thật kỹ một lần. Nhìn thấy hai người trầm mặc, Quân Bách Nhẫn biết có chút, trước làm rèn sắt khi còn nóng. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu, Trương Văn Cẩn càng là truyền âm nói, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Lão hủ đáp ứng, Lục Bá Hậu còn chưa lên tiếng, nơi xa đột nhiên một thanh âm truyền đến.
Trong chớp mắt, lại một bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa, đó là một cái thanh bào lão giả, nhàn nhạt quét Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn một cái, lần nữa nhìn về phía Quân Bách Nhẫn nói, Quân Bách Nhẫn, lão hủ đại biểu Vạn Thánh Các, đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Vậy thì cảm ơn Bát Huyền huynh. Quân Bách Nhẫn nghe vậy, chắp tay cười nói. Yến Bát Huyền, người có tư cách gì quyết định Vạn Thánh Dược Các tương lai? Lục Bá Hậu cũng là tính tình nóng nảy, hắn dù sao cũng là Vạn Thánh Dược Các tả các chủ, hắn cũng không có tư cách càn khôn độc đoán, thanh bào lão giả Yến Bát Huyền lại có tư cách gì? Tư cách, chỉ bằng lão hủ chính là Vạn Thánh Các đại trưởng lão Yến Bát Huyền, Vạn Thánh Các lão hủ địa vị cao nhất. Yến Bát Huyền lạnh lùng quét Lục Bá Hậu một cái, khinh thường nói. Các chủ không ở, tất cả công việc, từ tả hữu các chủ quyết định. Lục Bá Hậu quát lớn. Dựa theo Vạn Thánh Dược Các quy củ, các chủ không ở thời điểm, Vạn Thánh Vân Giới sự tình, có thể tùy hắn cùng Trương Văn Cẩn quyết định, chỉ bất quá không được can thiệp Vạn Thánh Các sự tình mà thôi. Như thế quan hệ Vạn Thánh Dược Các cùng Vạn Thánh Vân Giới sự tình, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn là có quyền phát biểu rất lớn. Ngươi nói không sai, có thể các chủ nếu là ở đây. Yến Bát Huyền đột nhiên không những không giận mà còn cười, một bộ rào rạt đắc ý dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, các chủ khởi tử hoàn sinh? Lục Bá Hậu bị Yến Bát Huyền có chút tức giận. Đời trước Vạn Thánh Dược Các các chủ Yến Cửu Thiên đều đã chết thật lâu rồi, hơn nữa còn là bọn họ tận mắt nhìn đến, lại làm sao có thể khởi tử hoàn sinh đây? Chẳng lẽ ngươi không biết, ai trưởng quản truyền thừa chí bảo Vạn Thánh Dược Các, người đó là Vạn Thánh Dược Các chi chủ sao? Yến Bát Huyền tự tin cười nói, không sợ nói cho các người biết, chí bảo Vạn Thánh Dược Các, bi ca hắn đã được đến. Không có khả năng, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn không cần suy nghĩ trực tiếp phủ định nói. Thậm chí Tiêu Phàm cũng thiếu chút kêu lên, vẫn còn có Vạn Thánh Dược Các xuất hiện, chẳng lẽ trên tay mình Vạn Thánh Dược Các, là giả sao? Nhìn thấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người kinh ngạc cùng không tin, Yến Bát Huyền cười càng thêm trương cuồng. Biết rõ các ngươi hai cái không tin, khi các ngươi nhìn thấy Vạn Thánh Dược Các thời điểm, coi như không tới phiên các ngươi không tin. Trương Văn Cẩn không nói, cùng Lục Bá Hậu nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bọn họ 100% khẳng định, Tiêu Phàm trên người Vạn Thánh Dược Các, tuyệt đối là thật không thể lại thật. Nhưng vì sao Yến Bát Huyền còn nói bọn họ đã có người lấy được Vạn Thánh Dược Các đây? Vạn Thánh Dược Các rõ ràng ở trong tay Tiêu Phàm a. Cảm nhận được Trương Văn Cẩn bọn họ ánh mắt bén nhọn, Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng, truyền âm nói, tiền bối, ta đây Vạn Thánh Dược Các chẳng lẽ là giả? Chúng ta tin tưởng nó là thật, nhưng có người chưa hẳn tin. Trương Văn Cẩn truyền âm nói. Dứt lời, hắn ánh mắt chuyển hướng Yến Bát Huyền, cái này nhưng làm Tiêu Phàm dọa không nhẹ. Cái này Yến Bát Huyền, xem xét liền không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Trương Văn Cẩn bọn họ nếu như đem mình có được Vạn Thánh Dược Các sự tình nói cho Yến Bát Huyền tuyệt đối sẽ đẩy hắn vào chỗ chết, thậm chí khả năng đem thật Vạn Thánh Dược Các đoạt lấy đi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi sợ run cả người, thở sâu nhìn xem Yến Bát Huyền nói, tiền bối, ngươi lời mới vừa nói là thật. Ở đâu ra đồ chơi, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Yến Bát Huyền tà nhãn nhìn Tiêu Phàm một cái, nổi giận nói. Một cổ khí tức cường đại càng là mãnh liệt mà tới, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Hắn chính là Vạn Thánh Các đại trưởng lão, địa vị cao cả, nơi nào sẽ để một cái không biết tên tu sĩ chen vào nói. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn đứng ở bên người Trương Văn Cẩn, rõ ràng bọn họ là nhận biết. Lúc này nếu như tìm Tiêu Phàm một chút phiền toái, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người vì bảo hộ Tiêu Phàm, nhất định sẽ nhượng bộ một chút. Nhưng ai ngờ khí thế của hắn còn không có tới gần Tiêu Phàm, liền bị một cỗ khác khí thế đánh tan. Hừ, chỉ thấy Lục Bá Hậu lạnh rên một tiếng, một bước tiến lên, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Lục Bá Hậu nhìn như càng hung hiểm hơn cùng bá đạo, có thể thời điểm then chốt, lại là để Tiêu Phàm cảm thấy so Trương Văn Cẩn càng thêm yên tâm. Lục Bá Hậu, người dám cùng lão hủ động thủ, Yến Bát Huyền mở chừng hai mắt, tức giận nhìn chăm chú Lục Bá Hậu, xem ra. Ngươi đã quên đi bản thân thân phận. Là ngươi bản thân quên bản thân thân phận. Lục Bá Hậu không lùi nửa phần, cười lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói, người nào được chí bảo Vạn Thánh Dược Các, người đó là Vạn Thánh Dược Các chi chủ, đúng không? Yến Bát Huyền nheo mắt,
chẳng lẽ hai cái này lão già phát hiện mình lấy ra vạn thánh dược các là giả? Không nên a, bọn họ bây giờ còn chưa nhìn thấy qua vạn thánh dược các đây, hơn nữa hắn tin tưởng, coi như Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu nhìn thấy, cũng không nhất định nhìn ra được thật giả. Tự nhiên, Yến Bát Huyền tự tin nâng lên đầu, đây là đời trước các chủ định quy củ, ai cũng không thể thay đổi. Như thế tốt lắm, Lục Bá Hậu nghe nói như thế, lập tức cười, cười 10 điểm tà dị, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, đem vạn thánh dược các cho hắn nhìn xem. Ta, Tiêu Phàm sững sờ, hắn nhưng không có xuất ra vạn thánh dược các ý tứ. Yến Bát Huyền rõ ràng đối với hắn có ác ý, nếu như nhìn thấy trên tay mình vạn thánh dược các, tất nhiên muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn biết rõ, Lục Bá Hậu liền là cố ý, hắn liền là muốn cho bản thân tranh đoạt vạn thánh dược các chi chủ. Bằng không mà nói, Yến Bát Huyền là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai lại nguyện ý một cái chưa bao giờ quen biết người, đột nhiên, không hiểu ra sao trở thành bản thân cấp trên đây, nhất là ở cái này thực lực vi tôn thế giới. Cái gì vạn thánh dược các? Yến Bát Huyền nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất an, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sát khí. Tiêu Phàm thở sâu, mình bây giờ xem như cưỡi hổ khó xuống. Nếu như không xuất ra vạn thánh dược các, đứng ở Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn một phương, cùng Yến Bát Huyền tranh phong, đoán chừng bản thân sẽ chết rất thê thảm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không có quá nhiều do dự, chỉ là trong lòng 10 điểm khó chịu mà thôi. Xòe bàn tay ra, vạn thánh dược các lần nữa hiện lên, một cỗ phiêu miểu mà nặng nề khí tức cổ xưa quét sạch mà ra. Ở vạn thánh dược các xuất hiện một sát na kia, Yến Bát Huyền bỗng trợn to hai mắt, tựa như sống giống như gặp quỷ, hoảng sợ nói, vạn thánh dược các. Hô hấp về sau, hắn lại bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, không có khả năng, vạn thánh dược các ở Bika trong tay, đây là giả. Giả, Tiêu Phàm lạnh lùng, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người cười lạnh. Chính ngươi làm một giả, muốn cướp các chủ vị trí, hiện tại ngược lại tốt, chân chính vạn thánh dược các xuất hiện, nhưng ngươi nói là giả. Người đây là muốn phản bội vạn thánh dược các hay sao? Đại trưởng lão, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Trương Văn Cẩn âm dương quái khí mà nói, vạn thánh dược các thật giả, thế nhưng là rất dễ dàng chứng minh. Yến Bát Huyền nghe vậy, nheo mắt. Đúng vậy a, vạn thánh dược các thật giả, rất dễ dàng chứng minh. Vạn thánh vân giới, gặp qua vạn thánh dược các người, có thể số lượng cũng không ít, chỉ cần xuất ra vạn thánh dược các. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ đều có thể nhận ra. Đến lúc đó, mình nếu là xác nhận này vạn thánh dược các là giả, chẳng phải là đại biểu tự mình cõng phản vạn thánh dược các sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, Yến Bát Huyền liền phía sau lưng hơi tê tê. Chỉ là, nhường hắn tiếp nhận một cái không quen biết người trở thành vạn thánh dược các chi chủ, hắn không có khả năng cam tâm. Mấu chốt là, hắn hoa rất nhiều thời gian cùng đại giới, làm một cái giả vạn thánh dược các. Không phải liền là muốn đem vạn thánh dược các nắm vững ở trong tay bản thân sao? Cho dù này vạn thánh dược các là thật lại như thế nào? Yến Bát Huyền lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, đời trước các chủ đã từng nói, chỉ có chân chính đan dược sư, mới có thể trở thành vạn thánh dược các chi chủ, vạn thánh vân giới chi chủ. Lời này vừa nói ra, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn lại là cười. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng. Ngươi nha chẳng lẽ không biết hai người bọn họ liền chờ lời này của ngươi sao? Lần này tốt rồi, hắn Tiêu Phàm cho dù là làm sao không nghĩ tham gia cái gì đan hội, cũng phải đi tham gia, hắn đây là bị tức nước vỡ bờ. Không đi, Yến Bát Huyền lại làm sao có thể nhường hắn sống sót đây? Lục Bá Hậu lại là làm bộ một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nói, bây giờ không phải vừa vặn có một trận đan hội sao? Nhưng hắn tham dự, nếu là có thể đoạt được. Nếu như hắn có thể đủ đoạt được quán quân, trưởng lão chúng ta sẽ thừa nhận hắn các chủ thân phận lại như thế nào? Không đợi Lục Bá Hậu đem lời nói chuyện, Yến Bát Huyền liền dẫn đầu định một cái nhạc dạo. Tiêu Phàm chỉ có đoạt được đan hội quán quân, mới có thể trở thành vạn thánh dược các ngừng, bằng không không bàn nữa. Chỉ là, so đấu luyện đan luyện dược tài nghệ mà nói, Yến Bát Huyền có 10 điểm tự tin, Tiêu Phàm tuyệt đối đoạt không được quán quân. Một cái không chiếm được vô địch người, coi như có được vạn thánh dược các lại như thế nào đây? Quả nhiên, Yến Bát Huyền lại nói, bất quá, nếu như hắn không chiếm được quán quân,
nhất định phải đem Vạn Thánh Dược Các trả lại Vạn Thánh Các, làm sao? Lục Bá Hậu nhíu mày, điều kiện này cũng có chút hà khắc rồi. Dựa theo đời trước các chủ lưu lại quy củ, chiếm được Vạn Thánh Dược Các liền có thể trở thành nhất các chi chủ, nhưng nếu là Tiêu Phàm đan dược trình độ không đủ, coi như trở thành nhất các chi chủ, cũng khó có thể phục chúng. Nghĩ vậy, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đồng thời nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn biết Tiêu Phàm đáp án. Yến Bát Huyền nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, trong lòng càng tự tin, nụ cười trên mặt cũng càng thắng trước đó. Tiểu Hữu, lão hủ biết rõ, điều kiện này có thể có chút gây khó khăn. Yến Bát Huyền mở miệng lần nữa, cười nói có thể Vạn Thánh Dược Các chi chủ, không nói đan dược trình độ đè ép quần anh, cũng phải đạt tới xuất chúng trình độ. Tiêu Phàm cười lạnh, đạt tới xuất chúng trình độ liền muốn đoạt được đan hội quán quân sao? Nói đến cùng, còn không phải muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, cái này căn bản là làm khó dễ a. Hắn mặc dù đột phá hạ phẩm thánh tôn, có thể đan dược trình độ chưa chắc có thể áp Vạn Thánh Vân giới luyện đan sư a. Lão hủ biết rõ tiểu hữu thật vất vả lấy được Vạn Thánh Dược Các cũng không dễ dàng, có thể Vạn Thánh Dược Các, chỉ có tại chính thức đan dược sư trong tay mới có thể phát huy uy lực chân chính. Yến Bát Huyền vẻ mặt hiền lành cười nói, dạng này a, lão hủ làm chủ, tiểu hữu tham gia đan hội, nếu như không đoạt tới được quán quân, cũng có thể đảm nhiệm Vạn Thánh Các nhất đường chi chủ, phải biết, Vạn Thánh Các cũng chỉ có 108 đường, làm sao? Nhất đường chi chủ, tại người khác xem ra, địa vị có lẽ không thấp. Nhưng làm Tiêu Phàm nghe được 108 đường thời điểm, kém chút không chửi mẹ. Chỉ có hai chữ dùng rất tốt, người nhà đây là đuổi ăn mày sao? Có được Vạn Thánh Dược Các người, vẻn vẹn chỉ xứng lấy được nhất đường chi chủ. Nhìn thấy Yến Bát Huyền trong mắt vẻ kiêu ngạo, Tiêu Phàm rất muốn một bàn tay hô đi lên, đi ngươi nha, lão tử quất chết ngươi. Mấy người nói chuyện, không sót một chữ rơi vào Quân Bách Nhẫn trong tai. Vừa bắt đầu, Quân Bách Nhẫn liền con mắt đều không nhìn Tiêu Phàm một cái, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là Trương Văn Cẩn hoặc là Lục Bá Hậu cái nào đó được cưng chiều vãn bối đây. Nhưng khi hắn nghe được Vạn Thánh Dược Các chi chủ mấy chữ này lúc, liền không bình tĩnh. Hắn càng không có nghĩ tới, cái này tầm thường hạ phẩm thánh tôn, vậy mà có được trở thành Vạn Thánh Dược Các chi chủ, cùng Vạn Thánh Vân Giới chi chủ tư cách. Hơn nữa, Tiêu Phàm có vẻ như còn không phải Vạn Thánh Vân Giới người, cái này khiến Quân Bách Nhẫn nội tâm dục dịch. Các chủ, làm sao? Một bên Lý Đạo Lâm sắc mặt trầm xuống nói. Nhìn xem Quân Bách Nhẫn đứng ở nơi này không nhúc nhích đã một số thời khắc, hắn trong lòng có chút chịu đựng không nổi. Quân Bách Nhẫn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Đạo Lâm nói, ngươi trở về điều tra một lần, nhưng có người nhận biết người này. Nói xong, Quân Bách Nhẫn lấy tay vung lên, một khuôn mặt lập tức hiện lên ở Lý Đạo Lâm cùng một người khác trước người. Tiêu Phàm, Lý Đạo Lâm cơ hồ thốt ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không biết Quân Bách Nhẫn đột nhiên sẽ quan tâm Tiêu Phàm sự tình, trong lòng dù sao cũng hơi bàng hoàng. Thở sâu, Lý Đạo Lâm nhìn xem Quân Bách Nhẫn nói, các chủ, giới này cùng người này có quan hệ sao? Người biết người này, Quân Bách Nhẫn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vừa rồi Lý Đạo Lâm thần sắc hắn có thể rõ ràng bắt ở trong mắt. Nhận biết, Lý Đạo Lâm không chút do dự gật gật đầu, ở trước mặt Quân Bách Nhẫn, hắn căn bản không có nói láo tất yếu. Quay đầu trở lại thiên hoang, Quân Bách Nhẫn chỉ cần một câu, Tiêu Phàm tất cả tin tức không bao lâu liền sẽ bày ở trước mặt hắn. Nghĩ nghĩ, Lý Đạo Lâm vẫn là đem Tiêu Phàm một chút tin tức cùng Quân Bách Nhẫn nói đơn giản một lần. Nói như vậy, kẻ này là tà thần coi trọng người. Quân Bách Nhẫn sờ lên cằm, rơi vào trong trầm tư, đúng rồi, người nói Long Vân cũng rất coi trọng hắn. Lý Đạo Lâm cẩn thận về suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Long Vân đã từng đi qua một chuyến thái cổ thần giới, nghe nói còn cho hắn một khối lệnh bài. Điểm này, Lý Đạo Lâm cũng nghĩ không rõ, bất quá hắn vẫn nói ra, khả năng cũng là bởi vì tà thần quan hệ. Quân Bách Nhẫn không nói, chỉ là hắn cũng không cho rằng Long Vân là bởi vì tà thần mới coi trọng Tiêu Phàm, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Về phần là nguyên nhân gì, hắn cũng không biết. Có thể có được Vạn Thánh Dược Các chi chủ tranh cử tư cách, xem ra kẻ này không đơn giản a, muốn lôi kéo Vạn Thánh Dược Các, có lẽ còn phải dựa vào hắn. Quân Bách Nhẫn thầm nghĩ đến. Đúng rồi các chủ, kẻ này đã bị Thiên Hoang Thần Các truy nã, hơn nữa còn đắc tội tốt mấy gia tộc lớn. Lý Đạo Lâm lại bổ sung một câu. A,
Quân Bách Nhẫn nhíu mày. Lý Đạo Lâm mặc dù không biết Quân Bách Nhẫn vì sao sẽ đột nhiên nói đến Tiêu Phàm, nhưng thấy đến hắn nhíu mày, trong lòng có chút cười lạnh. Ngay sau đó, hắn đem Tiêu Phàm đổ sát các đại gia tộc sự tình lại thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Quân Bách Nhẫn lông mày nhíu chặt hơn, trong lòng lại là hơi kinh ngạc, vừa mới đột phá hạ phẩm thánh tôn liền không sợ trời không sợ đất, nếu không phải người ngu, nếu không phải là tự tin, hoặc là phía sau không nhỏ chỗ dựa. Nghĩ vậy, Quân Bách Nhẫn đối Tiêu Phàm càng cảm thấy hứng thú hơn. Vạn Thánh Vân giới bên trong, Yến Bát Huyền nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, trong lòng càng vui vẻ. Tiểu tử này sợ là tài luyện đan đồng dạng, cho nên không dám đánh cược. Đường chủ vị trí, liền để ngươi do dự mãi, nếu để cho ngươi có cơ hội trở thành trưởng lão, vậy ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Tiểu tử, ngươi phải biết, nếu như có thể trở thành Vạn Thánh Các đường chủ, tương lai là có cơ hội trở thành Vạn Thánh Các trưởng lão. Yến Bát Huyền lại cho Tiêu Phàm họa một cái bánh nướng. Tiêu Phàm vừa định mở miệng, đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm, hắn không khỏi nhìn về phía trận pháp bên ngoài Quân Bách Nhẫn. Có thể xuyên qua trận pháp, đem thanh âm chỉ truyền cho hắn một người, để Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đều không thể phát hiện, Quân Bách Nhẫn thực lực, sợ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Tiểu Hữu, ngươi có thể suy tính một chút. Quân Bách Nhẫn thanh âm tiếp tục ở bên tai Tiêu Phàm vang lên. Ngươi sẽ không sợ mấy gia tộc lớn đối phó ngươi. Tiêu Phàm theo cái kia nguồn thanh âm truyền âm nói, cũng không quản Quân Bách Nhẫn có thể nghe được hay không. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là, Quân Bách Nhẫn thật nghe được, vẻ mặt tự tin cười nói, ngươi hẳn là không biết lão hủ thân phận, lão hủ thêm vì Thiên Hoang thần các chủ. Thần các chủ, Tiêu Phàm kinh ngạc. Lý Đạo Lâm hình như là thần các phó các chủ A, quyền lực và địa vị cũng làm người ta theo không kịp. Quân Bách Nhẫn chính là thần các chủ, phóng nhãn thiên hoang, sợ cũng không mấy người so sánh được. Nếu như lúc trước hắn nói là sự thật, có lẽ thật có thể suy tính một chút. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Quân Bách Nhẫn mà nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch, không phải mỗi người cũng như mặt ngoài nhìn qua như thế. Hiền hòa bề ngoài phía dưới, ẩn núp có thể là một cái khác bức sắc mặt, Lý Đạo Lâm chính là như thế. Bất quá Quân Bách Nhẫn đề nghị, Tiêu Phàm lại là có thể suy tính một chút. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Bát Huyền, trên mặt hiện lên một nụ cười. Xem ra ngươi suy tính không sai biệt lắm, Yến Bát Huyền vẻ mặt tự tin nói, trong lòng thì là cười lạnh không thôi, ta liền không tin, Vạn Thánh Các trưởng lão vị trí dụ hoặc, ngươi còn có thể đỡ nổi. Chẳng qua là khi hắn nghe được Tiêu Phàm lời kế tiếp lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh, thậm chí còn có sát ý. Dựa theo đời trước các chủ định quy củ, có được Vạn Thánh Dược các người có được kế thừa các chủ vị trí tư cách. Tiêu Phàm thản nhiên nói, về phần cái kia đan hội, ta đột nhiên có hứng thú. Nghe nói như thế, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đều cười. Ngươi xác định, Yến Bát Huyền thần sắc lạnh như băng nói. Ta xác định, Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nói. Nói đùa cái gì, đây có lẽ là bản thân duy nhất trở lại thiên hoang hy vọng a, hắn lại làm sao có thể cự tuyệt đây. Mặc dù Tiêu Phàm đối thiên hoang đã triệt để đã mất đi lòng tin, nhưng hắn cũng không muốn bị thiên hoang thần các cùng các đại gia tộc truy nã. Cái gì liệt ma giả, nói là êm tai, còn không phải trốn ở trong âm u chuột chạy qua đường, bất luận kẻ nào đều có thể kêu đánh kêu giết. Dù cho Tiêu Phàm nội tâm hướng về phía Vạn Thánh Dược các chủ vị trí, cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn cũng nhất định phải liều một lần. Tiểu tử, bây giờ hối hận còn kịp, Yến Bát Huyền thanh âm càng ngày càng lạnh. Hắn vốn cho là Tiêu Phàm chỉ là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu từ nơi nào tìm đến tiểu tu sĩ mà thôi, cho dù hắn thật có được Vạn Thánh Dược các, có thể tùy tiện cho phép một vài chỗ tốt, mới có thể để cho hắn buông tha. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến. Tiêu Phàm lại dám cự tuyệt hắn đề nghị, đây chính là hỏng hắn kế hoạch a, nhưng hắn làm sao không giận. Đại trưởng lão, uy hiếp một tên tiểu bối có ý gì? Lục Bá Hậu thản nhiên nói, huống hồ, nếu như hắn vận khí tốt, thế nhưng là có thể thành là Vạn Thánh Dược các chủ người, người cũng đã biết uy hiếp các chủ hậu quả. Các chủ, Yến Bát Huyền hiển nhiên cũng không phải dọa lớn, cười lạnh nói, hắn bây giờ còn chưa phải là. Tương lai càng thêm không thể nào là. Ngươi nói không tính, chúng ta nói cũng không tính là. Trương Văn Cẩn chen lời nói, huống chi,
đời trước các chủ đã từng tiên đoán, có được vạn thánh dược các người, sẽ chiếm lấy đan hội quán quân. Nếu như Tiêu Phàm có thể đoạt được đan hội quán quân, vậy hắn chính là đời sau vạn thánh dược các chủ, vạn thánh vân giới chi chủ. Hắn cũng xứng, Yến Bát Huyền khinh thường, hoàn toàn không sợ đắc tội Tiêu Phàm. Một cái không biết nơi nào nhô ra đứa nhà quê, cũng muốn trở thành vạn thánh dược các chi chủ. Nằm mơ sao, 3 ngày sau, đan hội bên trên tự sẽ công bố. Trương Văn Cẩn không muốn lãng phí ngụm nước, vô luận hắn nói thế nào, Yến Bát Huyền nhất định là sẽ không đáp ứng. Không chỉ hắn sẽ không đáp ứng, vạn thánh các trưởng lão khác cũng không đáp ứng. Dù sao, bọn họ thế nhưng là đã bắt đầu mưu đồ đan hội, thậm chí mưu đồ đời sau vạn thánh dược các người ứng cử. Bất kể như thế nào, đời sau vạn thánh dược các chủ không thể bị Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hầu tả hữu. Hừ, Yến Bát Huyền lạnh rên một tiếng, nhìn thoáng qua trận pháp bên ngoài quân Bách Nhẫn, sau đó quay người rời đi. Quân Bách Nhẫn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, kỳ thật hắn càng hy vọng Yến Bát Huyền có thể chúa tể vạn thánh dược các, cứ như vậy, Thiên Hoang liền có thể từ vạn thánh dược các đổi lấy đại lượng đan dược. Đáng tiếc, vạn thánh dược các bây giờ 5 bè 7 mảng, Yến Bát Huyền căn bản không làm chủ được. Lục Bá Hậu mắt lạnh nhìn Yến Bát Huyền rời đi, cười lạnh nói, chẳng lẽ hắn quên, năm đó các chủ là chết thế nào không? Vậy mà ăn cây táo rào cây sung, còn muốn cùng Thiên Hoang dính líu quan hệ. Trương Văn Cẩn trầm mặc chốc lát, lúc này mới nhìn về phía trận pháp bên ngoài, nói quân Bách Nhẫn, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó à, vạn thánh dược các chắc là sẽ không cởi mở. Dứt lời, Trương Văn Cẩn áo bào hất lên, liền mang theo Tiêu Phàm tại chỗ biến mất. Đáng tiếc à, quân Bách Nhẫn khe khẽ thở dài. Các chủ, đáng tiếc cái gì? Lý Đạo Lâm không hiểu, bọn hắn thực lực có thể so sánh quân Bách Nhẫn kém xa, căn bản là không có cách nhìn thấu trong trận pháp tất cả, lại càng không cần phải nói nghe được Trương Văn Cẩn bọn họ tán gẫu. Không có gì, quân Bách Nhẫn lắc đầu, nói, đi thôi, tạm thời đừng tới quấy rầy giới này, để tránh gặp tai vạ bất ngờ. Đúng, Lý Đạo Lâm gật gật đầu, trong mắt lại là hiện lên một vòng kinh ngạc. Đây chỉ là một chỗ cổ địa bí cảnh mà thôi, coi như là chân chính vạn thánh dược các, hắn cũng có thể xông vào một lần a, vì sao quân Bách Nhẫn còn muốn nhắc nhở hắn đây? Nghĩ đến trước đó mình bị lôi điện công kích, Lý Đạo Lâm vẫn là quyết định đối với chỗ này kính sợ tránh xa. Lôi thiên chảy, thánh các cầm xuống hoàng sa cổ địa về sau, đem nơi đây hóa thành cấm khu. Quân Bách Nhẫn vừa nhìn về phía bên cạnh nam tử khôi ngô, nghiêm túc thông báo một câu. Là, quân các chủ, nam tử khôi ngô lôi thiên chảy chút gật đầu. Nếu như Thiên Hoang những người khác nghe được lôi thiên chảy cái tên này, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Các chủ, nếu như dị ma tiến nhập đây, vạn nhất bọn họ chiếm được cổ địa bên trong vạn thánh vân giới đồ vật. Lý Đạo Lâm vẫn như cũ có chút không cam tâm, lo lắng hỏi. Hắn vốn cho là gọi tới quân Bách Nhẫn, mới có thể nhẹ nhõm cầm xuống mảnh này cổ địa, thế cục bây giờ, hoàn toàn vượt quá hắn mong muốn. Bọn họ không chiếm được, quân Bách Nhẫn lãnh đạm phun ra mấy chữ, ngay sau đó nhìn lướt qua vạn thánh vân giới liền quay người rời đi. Lý Đạo Lâm cùng Lôi Thiên Chảy hai người nhìn nhau, cũng đi theo tại chỗ biến mất. Còn bên kia... Tiêu Phàm bị Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người lần nữa mang về Vạn Thánh Thành, hắn nội tâm tràn đầy nghi hoặc, chỉ là không biết làm sao mở miệng. Tiêu Phàm, người bây giờ có cái gì muốn hỏi, đều có thể hỏi. Trương Văn Cẩn nhìn ra Tiêu Phàm tâm tư, thản nhiên nói. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, nói các ngươi trước đó nói ta là đời trước các chủ giữ ngôn giả, làm sao còn có một cái tiên đoán đây. Trước đó là ta chưa nói xong mà thôi. Đời trước các chủ trong dự ngôn, không chỉ có bao quát người mang theo vạn thánh dược các tiến vào vạn thánh vân giới, còn có nhất cử đoạt được đan hội quán quân. Trương Văn Cẩn nghiêm túc giải thích nói, người có lẽ nghi hoặc, không phải liền là đan hội sao, ở địa phương khác không tầm thường, nhưng ở trong này lại bình thường bất quá. Nơi này ta có thể nói cho ngươi, vạn thánh vân giới đan hội, mỗi 100 năm cử hành một lần, hiện tại đan hội vừa lúc cử hành, người có phải hay không cảm thấy? Ngươi tới thật trùng hợp. Quả thật có chút khéo léo. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nói, chỉ là, các ngươi cảm thấy ta có thể đoạt được quán quân sao? Không thể, Trương Văn Cẩn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ định nói. Vậy các ngươi, Tiêu Phàm trợn trắng mắt,
cái này hai cái lão gia hỏa quả nhiên không phải vật gì tốt. Đã các ngươi cũng không tin ta có thể đoạt được đan hội quán quân, lại vì sao muốn để cho ta tham gia đan hội đây, đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Nếu như không chiếm được quán quân, Tiêu Phàm 10 điểm vững tin, Vạn Thánh Vân giới chính là hắn nơi chôn xương, thậm chí khả năng hài cốt không còn. Chúng ta tin tưởng đời trước các chủ, Trương Văn Cần vẻ mặt tự tin nói. Tiêu Phàm khóe miệng hơi rút, các ngươi liền người sống cũng không tin, còn đi tin tưởng một người chết, may mà các ngươi sống mấy vạn năm, này cũng xem không minh bạch. Cái này mấy vạn năm, xem như sống đến thân chó đi. Trương lão quỷ, không nên gạt hắn. Lục Bá Hậu khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Phàm nói, chúng ta như vậy tự tin, là bởi vì Vạn Thánh Dược Các. Vạn Thánh Dược Các, Tiêu Phàm kinh ngạc. Vạn Thánh Dược Các bên trong, hắn không biết dò xét bao nhiêu lần, trừ bỏ kiên cố một điểm bên ngoài, lại cũng không có cái gì đặc thù. Nếu như quả thực là muốn nói có một chút đặc thù mà nói, chính là hắn từ nơi này chiếm được Vạn Thánh Dược Điển. Không sai, chính là Vạn Thánh Dược Các, chắc hẳn ngươi một mực đang nghiên cứu Vạn Thánh Dược Điển, có thể ngươi là có hay không cảm thấy, Vạn Thánh Dược Điển có chút chỗ khác thường đây. Lục Bá Hậu lại nói, kỳ dị địa phương, Tiêu Phàm nhưng lại lộ ra đăm chiêu về sau, chỉ chốc lát sau lắc đầu. Một sát na này, Lục Bá Hậu đột nhiên cười, cười 10 điểm cao thâm mà chắc, nói, kỳ thật, ngươi lấy được Vạn Thánh Dược Điển, chỉ là bản thiếu mà thôi. Vạn Thánh Dược Điển là không trọn vẹn, Tiêu Phàm trực tiếp kinh hãi kêu lên, cho tới nay, hắn đều nghiên tập Vạn Thánh Dược Điển, hơn nữa dựa vào Vạn Thánh Dược Điển bên trong kinh nghiệm, trở thành thánh giai luyện đan sư. Thậm chí, khoảng cách tôn giai luyện đan sư cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng hiện tại, đã có người nói cho hắn, hắn tu luyện Vạn Thánh Dược Điển chỉ là bản thiếu, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Không sai, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đồng thời gật đầu. Vậy vì sao Yến Bát Huyền không biết, Tiêu Phàm vẻ mặt hồ nghi nói. Cũng khó trách hắn không tin, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu cái này hai cái lão gia hỏa nói nửa câu, lưu nửa câu, ai biết bọn họ còn cất giấu bao nhiêu bí mật chứ. Tự nhiên là không biết, bằng không mà nói. Người ở trong Vạn Thánh Dược Các nhìn thấy tàn niệm, không phải là chúng ta, mà là của hắn rồi. Trương Văn Cẩn lắc đầu. Dừng một chút lại nói, từ Vạn Thánh Dược Các thành lập bắt đầu, Vạn Thánh Dược Các đều không phải là cái nào đó gia tộc Vạn Thánh Dược Các, tả hữu hai các phụ trách bảo hộ các chủ an nguy cùng Vạn Thánh Dược Điển truyền thừa. Các ngươi chỉ có bảo vệ nghĩa vụ, lại không có lựa chọn người thừa kế quyền lực. Trương Văn Cẩn còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời hắn. Chính là ý này, Trương Văn Cẩn trịnh trọng gật đầu, bởi vậy, dù cho ngươi có được Vạn Thánh Dược Các, muốn thành là Vạn Thánh Dược Các các chủ, chỉ có lấy được Vạn Thánh Các thừa nhận. Cái gì mới có thể lấy được bọn họ thừa nhận đây? Tự nhiên là thuật luyện đan. Lục Bá Hậu xen vào một câu, khảo nghiệm ngươi thuật luyện đan, không hề nghi ngờ, đan hội là thích hợp nhất. Nói cách khác, một cái khác tiên đoán cũng là giả. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm hai người. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu không nghĩ tới Tiêu Phàm quanh đi quẩn lại, vậy mà moi ra lời của bọn hắn, hai người bất đắc dĩ, đành phải gật đầu thừa nhận. Hiện tại có cái này tiên đoán, còn trọng yếu sao? Trương Văn Cẩn cười khổ nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Đúng vậy à, cái này tiên đoán còn trọng yếu sao? Không trọng yếu, hắn muốn trở thành Vạn Thánh Dược Các cùng Vạn Thánh Vân Giới chi chủ, cho dù hắn có được vật truyền thừa Vạn Thánh Dược Các. Cũng nhất định phải đạt được Vạn Thánh Các mặt khác Trương lão cùng tu sĩ tán thành. Nhưng lấy được Vạn Thánh Các tán thành, biện pháp duy nhất, chính là quét ngang đan hội, đoạt được quán quân. Làm sao lấy được Vạn Thánh Dược Các hoàn chỉnh truyền thừa? Tiêu Phàm không muốn cùng hai người lãng phí thời gian, bây giờ cách đan hội chỉ có 3 ngày. Hắn hiện tại miễn cưỡng xem như tôn giai luyện đan sư, nhưng là nhường hắn luyện chế tôn giai đan dược, tỷ lệ thất bại nhất định là không thấp. Nếu như không chiếm được Vạn Thánh Dược Các hoàn chỉnh truyền thừa, bù đắp Vạn Thánh Dược Điển, cái này đan hội, không tham gia cũng được. Lấy ra Vạn Thánh Dược Các, Lục Bá Hậu cũng nhìn ra Tiêu Phàm vội vàng, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nói. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, Vạn Thánh Dược Các xuất hiện trong tay hắn, tiện tay ném đi, Vạn Thánh Dược Các trong nháy mắt lơ lửng ở Lục Bá Hậu trước người. Hắn không biết Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn làm sao nhường hắn bù đắp truyền thừa,
thậm chí hắn đều có chút hoài nghi hai người bọn họ động cơ, nhưng hắn hiện tại cũng không thể tránh được. Coi như Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn muốn lợi dụng hắn lấy được một vài thứ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào cùng lựa chọn, đây chính là người yếu bi ai. Sau một khắc, chỉ thấy Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người nhìn nhau, đột nhiên mi tâm quang mang đại thịnh, chảy ra một cỗ mênh mông năng lượng. Hai cỗ năng lượng lẫn nhau đan xen vào nhau, một thanh một hắc, Tiêu Phàm từ trong đó cảm nhận được thần văn cùng bổn nguyên lực lượng. Chỉ một thoáng, vạn thánh dược các đột nhiên cũng quang mang đại thịnh, kim quang bốn phía, như là sóng nước chảy xuôi, cùng cái kia thanh sắc cùng năng lượng màu đen dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, vạn thánh dược các nhanh chóng biến lớn, Trương Văn Cẩn vội vàng lấy tay vung lên, trong sân lập tức hào quang nổi lên bốn phía, hóa thành một màn ánh sáng, ngăn cách nội ngoại. Hiển nhiên, Trương Văn Cẩn đã sớm chuẩn bị, trừ bỏ trong sân, ai cũng không cảm giác được nơi này dị động. Tiêu Phàm thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù hắn cảm thấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hại hắn khả năng rất thấp, nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Có lẽ năm đó hai người bọn họ trung thành tuyệt đối, nhưng mấy vạn năm qua đi, ai biết bọn họ có thể hay không biến đây. Ba đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, hư không bên trong một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tựa như một cái thạch đầu rơi vào trong nước, dễ nghe êm tai. Hư không bên trong đột nhiên tựa như nổi lên từng đạo liên y, dập dờn tứ phương, trong sân lộng lẫy xa hoa, sáng chói chói mắt. Toàn bộ trong sân, đều bị thực chất hóa quang mang lấp đầy. Tiêu Phàm có loại rơi vào bản nguyên chi lực ngưng tụ dòng sông bên trong cảm giác, toàn thân thư thái đến cực điểm, toàn thân lỗ chân lông thư giãn mà ra, thể nội vô tận chiến điển càng là nhanh chóng vận chuyển lại. Sảng khoái, Tiêu Phàm rất muốn lớn tiếng gào thét đi ra, loại cảm giác này, quá sảng khoái. Nhưng mà lúc này, trước người hắn vậy mà chậm rãi hòa tan mà ra, liền tựa như mở ra một cánh cửa, thông hướng vạn thánh dược các, chờ lấy hắn đi vào. Tiêu Phàm thể nội, bạch sắc thạch đầu trán phóng hào quang chói mắt, giống như hừng hực nắng gắt đồng dạng, dường như có đồ vật gì ở bên trong triệu hoán bản thân. Cơ duyên to lớn, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Bạch sắc thạch đầu thế nhưng là có rất ít động tĩnh lớn như vậy a, theo nó trưởng thành, tầm mắt của nó cũng cao hơn không ít. Hiện tại bạch sắc thạch đầu, đoán chừng gặp gỡ cực phẩm nguyên tinh, đều chẳng muốn nhắc nhở hắn rồi a. Nhưng hiện tại, cái này phiến hư không chi môn bên trong, lại có để bạch sắc thạch đầu đều kích động đồ vật, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh đây. Tiêu Phàm, còn không đi vào. Lục Bá Hậu một tiếng quát như sấm, sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Trương Văn Cẩn cũng chẳng tốt đẹp gì. Hiển nhiên, thôi động loại này lực lượng, đối hai người tiêu hao cũng không nhỏ. Không cần Lục Bá Hậu kêu to, Tiêu Phàm đã chủ động hóa thành một đạo chớp lóe xông vào hư không chi môn bên trong. Hô, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người phun ra một ngụm chọc khí, sau đó nhanh chóng thu hồi cỗ kia lực lượng, mọi thứ đều bình tĩnh lại, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Không biết hắn có thể thành công hay không? Trương Văn Cẩn đột nhiên sầm mặt lại, nơi nào còn có phía trước hiền lành. Trương lão quỷ cùng Lục lão quỷ bày bố nhiều như vậy, nếu như thất bại, vậy đã nói rõ bọn họ quá phế vật, giữ lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Bá Hậu nhe răng cười một tiếng, cười mười điểm tà dị. Sau một khắc, càng thêm chuyện quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người khuôn mặt đột nhiên một trận biến hóa. Biến thành một cái khác bên ngoài hai tấm càng thêm mặt mũi già nua. Sau đó, hai đạo bóng người hóa thành hai đoàn sương mù, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, giống như vốn chính là nhất thể. Quỷ dị chính là, bọn họ chỉ có một cái cồng kềnh thân thể, lại có được hai tấm khuôn mặt. Nếu như Tiêu Phàm cùng vạn thánh vân giới người nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, vậy mà tương dung. Hơn nữa, bọn họ còn dung hợp thành một cái quái vật. Chờ hắn bù đắp vạn thánh dược điển, tham gia đan hội, từ vạn thánh điện ở bên trong lấy được vạn thánh dược đạo bản nguyên, bản tôn liền nuốt hắn, luyện hóa vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, tu vi tất nhiên càng tiến một bước không nói, về sau cũng chắc chắn vạn độc bất xâm, thế gian càng là lại không bản tôn luyện chế không ra thần đan. Song diện quái vật tự nhủ. Hắn rõ ràng là một người tại nói chuyện, hư không đã có hồi âm. Mau chóng trấn áp bọn họ, vì đột phá làm chuẩn bị. Song diện quái vật lại nói.
Lại nói Tiêu Phàm bước vào hư không chi môn bên trong, tự nhiên là không biết bên ngoài Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trên người chuyện xảy ra, lấy hắn thực lực, muốn giấu giếm được bậc này cường giả, cũng là chuyện không thể nào. Nếu là thường ngày, Tiêu Phàm sẽ còn lưu lại thần điêu xem xét bên ngoài tất cả, nhưng là ở Trương Văn Cẩn trước mặt bọn hắn, Tiêu Phàm không dám lỗ mãng. Xuyên qua hư không chi môn, Tiêu Phàm lần nữa tiến vào lúc, đã là ở một nơi kim bích huy hoàng không gian. Chuẩn xác mà nói, là một tòa thật lớn điện đường. Tiêu Phàm biết rõ, bản thân hẳn là tiến vào bên trong vạn thánh dược các. Điện đường hai bên, ngồi, đứng đấy không ít thánh khiết thân ảnh, chỉ là quỷ dị chính là, mỗi người bọn họ khuôn mặt đều hết sức mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm mảy may. Nhưng mà, Tiêu Phàm đứng trước mặt bọn họ, lại cảm thấy mịt mù như hạt bụi. Bọn họ giống như pho tượng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ, nhưng hắn có loại dường như về tới ban đầu ở chiến hồn đại lục tham gia vạn thánh dược điển lúc hình ảnh. Những người này ngưng tụ tàn niệm, lúc trước hóa thành nguyên một đám chân chính tồn tại thánh giả, khảo nghiệm hắn luyện dược trình độ. Chỉ là Tiêu Phàm lúc trước hắn cho rằng những người này chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, lại không nghĩ rằng bọn họ đều là thánh đế cảnh, thậm chí thánh tôn cảnh, hơn nữa từng cái đều là đỉnh cấp luyện đan sư. Cuối cùng, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào điện đường ngay trung tâm thủ tọa phía trên, nơi đó ngồi một đạo kim bào thân ảnh, đó là một cái lão giả. Kim bào lão giả hai bên, đứng đấy một thanh một hắc hai đạo bóng người, nhìn thấy hai người này thời khắc, Tiêu Phàm con người bỗng co rút lại một chút, kém chút trực tiếp kêu lên. Trương Văn Cẩn, Lục Bá Hậu, bọn họ không phải đang vạn thánh vân giới sao, làm sao sẽ xuất hiện ở trong vạn thánh dược các đây? Vừa rồi vẫn là bọn họ hai người đưa bản thân tiến vào a, chẳng lẽ bọn họ cũng tiến vào? Hẳn không phải là, hai người này mặc dù là Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ. Đúng, chính là không phải là người cảm giác, tàn niệm, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt có phán đoán. Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cũng đúng lúc này, trong điện đường cái kia kim bào lão giả mở miệng, trên mặt mang thâm thúy nụ cười. Tiêu Phàm mặc dù tâm tính cũng không tệ lắm, nhưng giờ phút này cũng bị thanh âm này làm cho sợ hết hồn, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia kim bào lão giả phía trên. Hắn mơ hồ nhớ kỹ mình đã từng thấy trương này khuôn mặt, hoặc là nghe qua thanh âm này, nhưng làm sao muốn đều muốn không chân thực. Xin ra mắt tiền bối, Tiêu Phàm thở sâu, hơi hơi thi lễ nói. Mặc dù chưa thấy qua kim bào lão giả, nhưng thấy đến Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu lúc, hắn liền đã đoán được hắn thân phận. Ngoại trừ vạn thánh dược các đời trước các chủ, còn ai có tư cách bị Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thủ hộ ở bên người đây? Kim bào lão giả trên mặt hiền lành nụ cười, gật đầu nói, tiểu hữu thời gian ngắn như vậy, có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu, xem ra năm đó không có chọn lầm người. Tiền bối diệu khen, Tiêu Phàm cũng là coi như khiêm tốn, tại bực này cường giả. Cấp bậc hóa thạch sống lão trước mặt quái vật, hắn lại thế nào kiêu ngạo lên đây? Ừ, mặc dù, hắn thiên phú quả thật không tệ. Ngươi có thể đạt tới cái này bên trong, nghĩ đến ngươi đã tiến nhập vạn thánh vân giới a. Kim bào lão giả cười cười. Là Trương Văn Cẩn tiền bối cùng Lục Bá Hậu tiền bối đưa ta tiến vào. Tiêu Phàm gật đầu trả lời, nói tiền bối, vãn bối lần trước tiến vào vạn thánh dược các không gian, có vẻ như không phải nơi này, vì sao? Năm đó vạn thánh dược các bị thiên hoang xóa tên, liền bị thiên hoang đả kích, tử thương vô số, vạn thánh dược các vô số tu sĩ chết thảm. Kim bào lão giả dường như lâm vào xa xôi hồi ức. Trên mặt của hắn lộ ra một tia không cam lòng cùng hối hận, hồi lâu mới nói, về sau, lão hủ hao hết sức lực cả đời, mở ra vạn thánh vân giới, mà vạn thánh dược các liền đầu nhập vào vô ngần hư vô. Đại khái hàng vạn năm trước, vạn thánh dược các một lần vô tình tiến nhập chiến hồn đại lục, chỉ bất quá bởi vì vừa lúc đụng phải trọc mệnh thiên vĩ. Nghe đến đây, Tiêu Phàm hoảng hốt tới. Trước đó hắn còn hoài nghi thời gian có chút không đúng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vạn thánh dược các ở vô tận hư vô, hao tổn số thời gian vạn năm. Hiện tại, thời gian là xứng đáng. Lấy vạn thánh dược các thực lực, dù cho tiền bối các ngươi chỉ là tàn hồn, cũng không nên chấn không được trọc mệnh thiên vĩ mới đúng chứ. Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Nói đến chọc mệnh thiên vĩ, Tiêu Phàm liền nghĩ tới chọc thiên hồng, cái kia vì chính mình hy sinh,
còn cho mình lĩnh ngộ một loại thần thông người. Dù cho đến bây giờ, Tiêu Phàm loại thần thông kia còn có được uy năng lớn lao, tất cả những thứ này, đều phải cảm tạ Chọc Thiên Hồng. Ai, Kim Bào lão giả thật sâu thở dài, nói, vạn thánh dược các mê thất ở trong hư vô, đánh mất quá nhiều năng lượng, chúng ta miễn cưỡng có thể đủ bảo vệ vạn thánh dược các chu toàn. Năm đó cũng là không đành lòng chiến hồn đại lục chịu khổ sinh linh đồ thán, bởi vậy từ tàn hồn phía trên phân ra một phần tàn niệm, giúp chiến hồn đại lục trấn áp Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Thì ra là thế, Tiêu Phàm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, tất cả những thứ này, hiện tại rốt cục giải thích thông được. Kim Bào lão giả gật gật đầu, nói chúng ta tàn niệm tách ra, cũng đem vạn thánh dược các chia làm hai mảnh không gian, một phần khác tàn niệm phụ trách trấn áp Chọc Mệnh Thiên Vĩ bên ngoài, cũng phụ trách tìm kiếm vạn thánh dược các người thừa kế. Chúng ta mượn nhờ sở ra lực lượng, ở chiến hồn đại lục tìm vô số tu sĩ, cũng chỉ có hai người phù hợp yêu cầu của chúng ta. Hai người, Tiêu Phàm sững sờ, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, trừ ta ra, một người khác là tà thần. Không sai, Kim Bào lão giả gật đầu một cái, người này luyện đan thiên phú tuyệt luân, lại lòng ở võ đạo, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tiểu hữu. Ta cũng là bị lừa tốt ha, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Lúc trước hắn cũng không muốn kế thừa vạn thánh dược điển, chỉ là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu vừa lừa vừa dụ, Tiêu Phàm rơi vào đường cùng mới kế thừa vạn thánh dược điển cùng vạn thánh dược các. Bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, tà thần ở chiến hồn đại lục truyền thuyết là vạn năm trước, thái cổ thần giới cùng chiến hồn đại lục tốc độ thời gian trôi qua là 10, 1. Theo lý thuyết, tà thần ở thái cổ thần giới truyền thuyết hẳn là 10 vạn năm trước bắt đầu mới đúng. Nhưng vì sao tà thần ở thái cổ thần giới dạo chơi một thời gian, cũng bất quá một vạn năm đây. Kim Bào lão giả ngược lại là không tức giận, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói ra, vậy ngươi bây giờ có từng hối hận? Cũng không thể nói là hối hận, bất quá, vãn bối cũng không thể toàn tâm toàn ý đắm chìm luyện đan nhất đạo. Tiêu Phàm như thực nói ra, hơn nữa, ta cũng là bị Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu tiền bối bản tôn bức bách tiến vào. Lời này vừa nói ra, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu tàn niệm rung động lợi hại, thiếu chút nữa thì băng tán một dạng. Chờ chút, đột nhiên, Lục Bá Hậu tàn niệm mở miệng, nói, ngươi là bị lão phu bản tôn đưa vào. Vì sao lão phu không ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bản tôn khí tức? Còn có lão phu bản tôn khí tức, trên người ngươi cũng không tiêm nhiễm mảy may. Trương Văn Cẩn cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Làm sao có thể, Tiêu Phàm kinh ngạc. Sau đó đem sự tình chân tướng giải thích một lần, những người này đều đã chết, hẳn là không tất yếu lừa hắn. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu tàn niệm thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, Trương Văn Cẩn mới nói, ngươi cảm thấy Lục lão quỷ tính tình làm sao? Còn có thể a, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, bất quá ta nhớ được, đã từng Lục tiền bối tính tình tương đối nóng nảy. Nhưng là trước đó nhìn thấy tiền bối bản tôn, đối vãn bối 10 điểm hiền lành. Hiền lành, Trương Văn Cẩn híp híp hai mắt, ngữ không kinh chết người không thôi nói, người gặp, cũng không phải là lão phu cùng Lục lão quỷ bản thể. Người gặp cũng không lão phu cùng Lục lão quỷ bản thể. Trương Văn Cẩn lời nói rất bình tĩnh, nhưng giống như tiếng sấm một dạng vang vọng ở Tiêu Phàm bên tai. Cái gì, không có khả năng, Tiêu Phàm kinh hô không thôi. Bị Trương Văn Cẩn lời nói giật mình kêu lên. Hắn nhìn thấy rõ ràng là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu a, hơn nữa bọn họ còn nhớ mình tất cả mọi chuyện. Coi như hai người bọn họ sẽ lừa gạt mình, cái kia Như Hi cũng không thể lừa gạt mình a. Một bên Lục Bá Hậu sắc mặt rất khó coi, mặc dù bị người khác nói hắn tính khí nóng nảy hắn rất khó chịu, nhưng hắn lại vẫn gật đầu, bản tôn tính tình mặc dù còn có thể, nhưng xác thực cùng hiền lành không dính. Cái kia, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói gì. Chính bọn hắn tàn hồn đều hoài nghi mình, hắn một ngoại nhân, lại có thể thế nào chứng minh đây? Đúng rồi, trước ngươi nói quân bách nhẫn gặp qua bọn họ, còn rằng có qua. Trương Văn Cẩn lại nói, vậy ngươi có biết, chúng ta bản tôn là cái gì tu vi? Không biết, ít nhất là trung phẩm pháp tôn, bất quá càng lớn có thể là thượng phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ ngay lúc đó chẳng diện, nói. Lý Đạo Lâm là hạ phẩm pháp tôn, cùng hắn đứng chung một chỗ nam tử Khôi Ngô là trung phẩm pháp tôn, điểm này là không cho phép hoài nghi, hắn cũng nhận được qua Trương Văn Cẩn bọn họ khẳng định. Nhưng là, quân bách nhẫn lại là đứng ở nam tử Khôi Ngô phía trước, đây không chỉ là địa vị chênh lệch,
cũng là thực lực chênh lệch. Như thế phán đoán, Quân Bách Nhẫn hẳn là thượng phẩm pháp tôn. Mặt khác, Tiêu Phàm nhớ kỹ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người bản tôn, đối mặt Quân Bách Nhẫn, hoàn toàn không có sợ hãi chút nào, thậm chí rất có một trận chiến dục vọng. Nếu như hai người chỉ là trung phẩm pháp tôn, đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, vượt giai chiến đấu hy vọng thế nhưng là rất nhỏ. Dù sao, có thể đột phá trung phẩm pháp tôn cùng thượng phẩm pháp tôn, hắn thiên phú vốn là thiên địa số một số hai. Cứ như vậy, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người bản tôn thực lực, cũng có thể là thượng phẩm pháp tôn. Ngươi xác định, Trương Văn Cẩn híp hai mắt, ánh mắt 10 điểm sắc bén. Vãn bối không xác định, nhưng khả năng này rất lớn. Tiêu Phàm đem mình phân tích đơn giản cùng bọn hắn giảng thuật một lần, mấy người cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này, Trương Văn Cẩn đột nhiên thở sâu, nhìn về phía Kim Bào lão giả nói, các chủ, ngài đã từng nói qua, thuộc hạ hai người bản tôn bị thương, suốt đời không cách nào đột phá thượng phẩm pháp tôn. Không sai, Kim Bào lão giả gật gật đầu. Nhưng chúng ta bản tôn lại đột phá đến thượng phẩm thánh tôn, Tiêu Phàm thấy bản tôn, hắn 89 phần 10 không phải bản thể. Trương Văn Cẩn thần sắc hết sức ngưng trọng. Tiêu Phàm ngạc nhiên, nếu như mình nhìn thấy không phải Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bản thể, vậy bọn họ bản thể đây? Phải biết, bọn họ thế nhưng là trung phẩm pháp tôn A, dù cho bị thương, cũng không phải là người tầm thường có thể địch A. Ai có thể ở vạn thánh vân giới ai đều không biết tình huống phía dưới, đem Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn hai người bản tôn cho xử lý đây? Nếu như đối phương thật có thực lực như vậy, vậy cũng quá kinh khủng. Nếu như không phải tiền bối bản thể, kia lại là ai? Tiêu Phàm biểu tình ngưng trọng. Hắn đi vào nơi này, cũng không phải tiến đến liền không đi ra ngoài, đến lúc đó vẫn là muốn trở lại vạn thánh vân giới, hơn nữa muốn tham gia cái gọi là đan hội. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đều rơi vào trong trầm tư, theo lý thuyết, vạn thánh vân giới là cùng bất kỳ thế giới nào ngăn cách. Dù cho thượng phẩm pháp tôn tiến vào, cũng phải tốn nhiều công sức, hơn nữa không thể nào làm được người không biết quỷ không hay. Nhưng hiện tại, bọn họ bản tôn đã bị người thay thế, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi đây. Có lẽ là nó, lúc này, một mực trầm mặc không nói Kim Bào lão giả trầm giọng nói, trong giọng nói cũng hiện lên một vòng vẻ ngưng trọng. Nó, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người cũng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa như nhớ ra cái gì đó. Là ai? Tiêu Phàm không hiểu. Kim Bào lão giả thở sâu, cơ hồ từng chữ nói ra phun ra một cái tên, âm dương tạo hóa thú. Âm dương tạo hóa thú, Tiêu Phàm hú lên quái dị. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, âm dương tạo hóa thú thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 7 thần thú A, hắn xếp hạng, còn ở cửu U Ma Toan trước đó. Truyền văn hắn trời sinh ẩn chứa âm dương bản nguyên chi lực, một khi trưởng thành, liền ít nhất là thánh tôn tu vi, nếu như tu luyện tới đỉnh phong, vượt qua pháp tôn, thiên tôn, cũng chưa chắc không có khả năng. Thần thú trên bảng xếp hạng mặc dù có nó ghi chép, nhưng truyền văn đã có mấy chục vạn năm không ai thấy qua âm dương tạo hóa thú. Trước đó Tiêu Phàm có lẽ không minh bạch, vì sao thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện âm dương tạo hóa thú. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được, bởi vì âm dương tạo hóa thú chính là lấy cá thể thực lực xếp hạng thần thú bảng xếp hạng người thứ 7, lão âm dương tạo hóa thú không có tử vong, liền không có khả năng có mới âm dương tạo hóa thú xuất hiện. Chỉ là, âm dương tạo hóa thú lại là làm sao xuất hiện ở vạn thánh vân giới đây? Hơn nữa, nhìn Kim Bào lão giả và Trương Văn Cẩn thần sắc của bọn họ hiển nhiên là biết rõ âm dương tạo hóa thú tồn tại. Kim Bào lão giả nghĩ nghĩ, giải thích nói âm dương tạo hóa thú chính là vạn thánh dược các thủ hộ thần thú, chỉ bất quá đương sơ bị ta vạn thánh dược các đời thứ nhất các chủ dùng một loại cực kỳ hiếm thấy kịch độc trấn áp. Tiêu Phàm ngạc nhiên. Trong lòng 10 điểm bội phục vạn thánh dược các đời thứ nhất các chủ. Đây chính là thượng phẩm pháp tôn cảnh âm dương tạo hóa thú A, như vậy khủng bố tồn tại, vậy mà cũng có thể trấn áp. Về sau vạn thánh dược các bị thiên hoang xóa tên, lão hủ liền đem trấn áp âm dương tạo hóa thú địa phương Na Di đến vạn thánh vân giới, 89 phần 10 là quá trình này xảy ra vấn đề. Kim Bào lão giả lại nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, các ngươi tất nhiên muốn trấn áp nó. Lại vì sao muốn đem nó đem đến vạn thánh vân giới đây? Đây không phải hại người hại mình sao? Các ngươi chết rồi, ngược lại là xong hết mọi chuyện,
có thể vạn thánh dược các những người khác đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm 10 điểm im lặng, trong lòng thầm mắng không thôi. Bản thân thật vất vả chạy ra ổ sói, hiện tại lại như hang hổ. Hồi tưởng một chút, hắn rốt cuộc minh bạch, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu vì sao như vậy vội vã muốn hắn tham gia đan hội, nguyên lai là muốn cho hắn tiến vào vạn thánh dược các. Chờ chút, không đợi Kim Bào lão giả bọn họ mở miệng, hắn lại nói, âm dương tạo hóa thú chỉ là một đầu mà thôi, hắn lại làm sao có thể đồng thời giả mạo hai người đâu. Âm dương tạo hóa thú, có thể chia ra thành âm dương hai thân. Trương Văn Cẩn sắc mặt khó coi nói. Tiêu Phàm mặt sạm lại, như thế xem ra, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bọn họ bản thể bị âm dương tạo hóa thú giết chết khả năng rất lớn. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm dường như bắt được điểm mấu chốt, nói, bên trong vạn thánh dược các, phải chăng có âm dương tạo hóa thú thứ cần thiết, ta cảm thấy nó rất vội vã để cho ta tiến vào vạn thánh dược các dáng vẻ. Nó đương nhiên muốn ngươi nhanh lên tiến vào vạn thánh dược các. Lục Bá Hậu lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nó khẳng định còn sót lại năm đó kịch độc, mặc dù nó thực lực bây giờ khôi phục đến thượng phẩm pháp tôn. Nhưng là, đây chỉ là tạm thời, nếu như không hiểu loại này kịch độc, nó không bao lâu liền sẽ lộ ra nguyên hình, thậm chí vĩnh viễn không thể đứng dậy. Vậy phải như thế nào mới có thể kềm chế được nó đây? Tiêu Phàm đã không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn bản thân làm sao có thể sống rời đi vạn thánh vân giới. Kim Bào lão giả ba người trầm mặc không nói, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người, thật lâu chưa từng khẽ động. Nhìn ta làm gì, Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ để cho ta đi chế phục âm dương tạo hóa thú không được. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền không nhịn được dùng mình một cái. Hắn xem như nhìn ra. Bản thân lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Tiểu Hữu, ngươi không cần lo lắng, nếu như thực sự là âm dương tạo hóa thú, vạn thánh dược các vẫn có chế phục phương pháp. Kim Bào lão giả nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng, cười cười nói. Cũng phải, vạn thánh dược các tất nhiên đem âm dương tạo hóa thú trấn áp tại vạn thánh vân giới, lại làm sao có thể nhường hắn độc hại vạn thánh dược các tu sĩ đây? Nếu như không phải thì sao? Tiêu Phàm lại nghĩ tới một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Vậy liền xem vận khí ngươi, Kim Bào lão giả suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, chẳng lẽ nói vận khí cũng thực sự là thực lực một bộ phận. Tiểu tử, nếu như không phải âm dương tạo hóa thú, ngươi bây giờ sống sót cũng đã là kiếm tiền, lo lắng cái dám. Lục Bá Hậu không nhìn nổi, trực tiếp hừ lạnh nói. Nghĩ như vậy cũng đúng. Nếu như không phải âm dương tạo hóa thú, đối phương muốn giết hắn, cái kia hắn đã chết. Hiện tại sống sót, chính là kiếm được. Tốt rồi, Kim Bào lão giả khoát khoát tay, nói tất nhiên tiểu hữu đến, chuẩn bị tiếp nhận lão hủ truyền thừa, vậy cũng một dạng phải tiếp nhận vạn thánh dược các nhân quả. Tiêu Phàm rất muốn nói, truyền thừa ta không muốn được không? Suy nghĩ một chút, sợ là không được, vô luận hắn phải chăng lấy được vạn thánh dược các truyền thừa. Đối phương nhường hắn tiến vào nơi này, nhất định là muốn hắn lấy được một vài thứ. Chỉ cần rời đi, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã như vậy, vậy hắn sao không thoải mái tinh thần đây? Tiền bối nói tới truyền thừa, thế nhưng là bù đắp vạn thánh dược điển. Tiêu Phàm thở sâu, hắn nội tâm xác thực rất ngạc nhiên, hoàn chỉnh vạn thánh dược điển là cái gì? Kim Bào lão giả cười không nói, mà là nhìn bốn phía những cái kia thánh khiết thân ảnh. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, vạn thánh dược điển truyền thừa, chính là cái này vô số thân ảnh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thật lâu, Kim Bào lão giả lúc này mới lên tiếng nói. Tốt rồi, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Vừa dứt lời, Kim Bào lão giả liền lấy tay vung lên, điện đường hai bên thân ảnh nhất thời tách ra thánh khiết quang mang. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người động, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, lúc này, Kim Bào lão giả nói, không nên phản kháng. Tiêu Phàm thở sâu, suy nghĩ một chút lấy hắn thực lực, đối phương nếu như muốn hại hắn, cũng không tất yếu như vậy tốn công tốn sức. Hô, một bóng người hóa thành quang ảnh xông vào mi tâm của hắn, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác trong đầu nhiều số lớn ký ức, vạn thánh dược điển dường như càng thêm rõ ràng rất nhiều. Quả nhiên là bù đắp vạn thánh dược điển, Tiêu Phàm nội tâm rung động.
theo lần lượt từng bóng người hóa thành quang ảnh chui vào trong đầu của hắn, vạn thánh dược điển càng ngày càng rõ ràng. Để Tiêu Phàm cảm thấy nhất ngạc nhiên là, những ký ức này dường như vốn chính là chính hắn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Cái này cùng tu la truyền thừa có chút cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì những ký ức này càng thêm triệt để. Tu la truyền thừa còn cần hắn đi tra tìm, bởi vì cũng không thuộc về bản thân hắn, chỉ là tương đương với hắn nắm giữ một cái mênh mông ký ức kho mà thôi. Nhưng những ký ức này, lại trở nên tựa như là chính hắn một dạng. Tỷ như, hắn rõ ràng không có luyện chế qua tôn giai đan dược, nhưng theo những ký ức này vào não, hắn cảm giác mình hiện tại liền có thể luyện chế. Tiêu Phàm cũng không biết những ký ức này là tốt là xấu, nhưng hắn tin tưởng, những ký ức này hẳn là không ảnh hưởng tới hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, điện đường hai bên quang ảnh không ngừng giảm bớt, Tiêu Phàm cũng tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong, hoàn toàn quên hồ bản thân. Các chủ, người tin tưởng hắn thật có thể mang theo vạn thánh dược các trở lại đỉnh phong. Lục Bá Hậu nhìn thấy Tiêu Phàm nhận lấy vạn thánh dược các truyền thừa, biểu tình khó chịu. Không thể không nói, Lục Bá Hậu xác thực rất không hiền lành, dù cho hắn tàn niệm cũng là như thế. Đây là chúng ta mình chọn. Kim Bào lão giả lắc đầu, nói ta Yến Cửu Thiên chưa có thể làm được sự tình, hy vọng hắn có thể đủ làm đến. Yến Cửu Thiên, chính là Kim Bào lão giả thực sự là danh tự. Nếu như thiên hoang một chút hóa thạch sống nghe được cái này danh tự, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Các chủ, người có phải hay không từ trên người hắn nhìn thấy cái gì? Trương Văn Cẩn cau mày nói. Người khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng, bọn họ các chủ Yến Cửu Thiên, có thể vẫn là một cái thầy tướng số, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thầy tướng số. Yến Cửu Thiên trầm mặc thật lâu, hít sâu một cái nói, không nhìn thấy, mọi thứ đều rất mơ hồ. Làm sao sẽ? Trương Văn Cẩn kinh ngạc. Yến Cửu Thiên năng lực hắn biết rõ, trên đời này còn có hắn nhìn không thấu sự tình sao. Năm đó nếu như hắn chỉ muốn một người trốn, thiên hoang tuyệt đối không có người giết chết hắn. Hơn nữa, hắn sở dĩ chết, cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình mang theo vạn thánh dược các, không có khả năng vượt qua các bậc tiền bối, cuối cùng lựa chọn một đầu bản thân hủy diệt đường. Mơ hồ không tốt sao? Yến Cửu Thiên ý vị thâm trường cười một tiếng, nói chí ít. Cái kia không nhất định chỉ có hủy diệt, còn có thể dựng dục hy vọng. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người trầm mặc không nói, rơi vào trong trầm tư. Các ngươi cảm thấy, âm dương tạo hóa thú thật đã thoát khốn sao? Yến Cửu Thiên lại hỏi, thần sắc có chút lo lắng. 8/9 phần 10 là nó. Lục Bá Hậu khẽ cắn môi, phẫn nộ nói, sớm biết, chúng ta nên làm thịt nó. Đời thứ nhất các chủ đều giết không chết nó, ngươi có thể giết chết. Trương Văn Cẩn bĩu môi. Trương lão quỷ, ngươi liền muốn cùng ta làm trái lại có đúng không? Lục Bá Hậu trừng lớn hai mắt nhìn xem Trương Văn Cẩn, hận không thể ra tay đánh nhau, tính tình của hắn táo bạo hết sức. Trương Văn Cẩn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết rõ Lục Bá Hậu tính tình, cũng không cùng hắn tranh chấp. Nếu thật là âm dương tạo hóa thú, vậy chúng ta thật đúng là phải giúp hắn một tay. Yến Cửu Thiên lời nói. Để Lục Bá Hậu lần nữa bình tĩnh trở lại. Giúp, làm sao giúp, Lục Bá Hậu có thể không tin, ba người bọn họ tàn niệm, còn có thể chế phục âm dương tạo hóa thú. Yến Cửu Thiên cũng không gấp, chậm rãi nói âm dương tạo hóa thú, đơn giản là muốn giải trừ kịch độc trong cơ thể, triệt để thoát khốn, muốn giải trừ cái này kịch độc, cần gì đây? Vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, Lục Bá Hậu cơ hồ thốt ra. Yến Cửu Thiên gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, dường như xem thấu điện đường, gặp được khác một phiến thời không, lắp bắp nói, vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, một mực lưu tại vạn thánh vân giới, bị phong tồn ở trong vạn thánh điện. Mà muốn đi vào vạn thánh điện, trừ phi lấy được hoàn chỉnh vạn thánh dược điển, cùng vạn thánh dược các tán thành, bằng không cho dù đi vào, cũng sẽ gặp thiên lân thần hỏa công kích. Thiên lân thần hỏa biết bao bá đạo, cho dù là một sợi. Không phải thiên tôn cường giả ngăn cản không nổi. Nếu như âm dương tạo hóa thú, cưỡng ép chiếm lấy vạn thánh dược các cùng vạn thánh dược điển đây. Trương Văn Cẩn nhíu mày, biện pháp này, chẳng phải là thành toàn âm dương tạo hóa thú. Đến lúc đó, chẳng những vạn thánh dược các truyền thừa rơi vào âm dương tạo hóa thú tay, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi chẳng lẽ quên, thiên lân thần hỏa, là ai lưu lại hỏa diễm?
Yến Cửu Thiên ý vị thâm trường cười nói. Thần Hỏa Thiên Lân, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người chăm miệng một lời, con người cũng đột nhiên trở nên tỏa sáng. Không sai, đây chính là Thần Hỏa Thiên Lân lưu lại một sợi bản mệnh chi hỏa, âm dương tạo hóa thú ai cũng có thể không sợ, nhưng thần thú bảng xếp hạng gần phía trước thần thú, hắn vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Yến Cửu Thiên giải thích nói. Thần Hỏa Thiên Lân, đây chính là thần thú bảng xếp hạng đệ tam thần thú. Mặc dù nhìn qua chỉ so với âm dương tạo hóa thú cao hơn mấy cái thứ tự mà thôi, nhưng ba hạng đầu, cùng mặt khác thần thú, tuyệt đối là thiên địa khác biệt. Âm dương tạo hóa thú, tuyệt đối không dám ở trước mặt Thần Hỏa Thiên Lân lỗ mãng. Khỏi cần phải nói, năm đó thí thần tiền thân bị giết, thế nhưng là mấy đầu thần thú liên thủ, hơn nữa cuối cùng còn không thành công diệt đi thí thần tổ thú, để cho thành công đào thoát. Đương nhiên, nếu để cho Tiêu Phàm nghe được lời nói của bọn họ, nhất định sẽ nhíu mày không thôi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, thí thần tiền thân địch nhân số một, chính là Thần Hỏa Thiên Lân. Hơn nữa, Thần Hỏa Thiên Lân năm đó chỉ là thần thú bảng xếp hạng đệ tứ mà thôi, bởi vì liên thủ hỗn độn nguyên thú mấy đầu thần thú, thôn phệ thí thần vị giai chi lực, lúc này mới tấn cấp người thứ ba. Bất quá tất cả những thứ này, Tiêu Phàm là không nghe được. Hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong vạn thánh dược các truyền thừa. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm dường như trải qua vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Cái này mấy chục vạn năm bên trong, hắn một mực ở luyện đan, không thể tự kiềm chế, nhưng hắn dường như bẩm sinh đầy đủ cùng luyện đan có liên quan năng lực. Làm sao phân rõ dược liệu, làm sao khống chế hỏa diễm, lựa chọn như thế nào thủ pháp luyện chế. Tất cả những thứ này tất cả đều in vào Tiêu Phàm sâu trong linh hồn, thậm chí ngay cả làm sao bồi dưỡng dược liệu ký ức đều có. Loại cảm giác này 10 điểm huyền diệu, Tiêu Phàm cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy rất thư sướng. Hắn đã quên đi mình là đang tiếp thụ truyền thừa, những chuyện kia, tựa như hoàn toàn đều là chính hắn trải qua. Những cái kia truyền thừa ký ức bên trong, càng là không có bất kỳ cái gì pha tạp chất ký ức, chỉ có cùng luyện đan sư có liên quan tất cả. Tiêu Phàm không thể không tán thưởng, vạn thánh dược các truyền thừa thuần túy. Khó trách hắn có thể trở thành thái cổ thần giới thế lực cường đại nhất một trong, cho dù bị thiên hoang trọng thương, cũng khó có thể xóa đi hắn hào quang lịch sử. Một tháng không đến liền có thể tiếp nhận tất cả truyền thừa, người này thiên phú quả nhiên lợi hại. Trương Văn Cẩn không khỏi cảm khái nói. Giờ phút này, trong cung điện thánh khiết thân ảnh đã còn thừa không có mấy. Lục Bá Hậu không khỏi cổ quái nhìn thoáng qua Yến Cửu Thiên, nói các chủ, người năm đó hoa bao lâu thời gian? 3 tháng, Yến Cửu Thiên ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, bất quá hắn nội tâm cũng là cực kỳ cảm khái. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm luyện đan thiên phú cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng giúp hắn một chút. Tương lai làm sao, liền giao cho số mạng. Yến Cửu Thiên lại nói. Ngươi không phải nhất không tin vận mệnh sao? Lục Bá Hậu đả kích nói, cũng không bởi vì Yến Cửu Thiên thân phận giống như gì tôn kính, đây mới thật sự là Lục Bá Hậu. Người A, có đôi khi không thể không tin mệnh. Yến Cửu Thiên thở dài một hơi, bắt đầu đi, lúc này, cuối cùng mấy đạo thánh khiết thân ảnh cũng xông vào Tiêu Phàm mi tâm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Yến Cửu Thiên, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn ba người nhìn nhau, cũng hóa thành một vệt sáng chui vào Tiêu Phàm mi tâm, ở Tiêu Phàm mi tâm ngưng tụ thành một cái vòng xoáy phù văn. Phù văn thành 3 loại nhan sắc, kim sắc, thanh sắc cùng hắc sắc, tản ra một loại ánh sáng khác thường. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia phù văn liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Một nén nhang về sau, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Con người bên trong lộ ra một loại khó mà nói rõ tang thương, dường như nhìn thấu thế gian tất cả. Đây chính là hoàn chỉnh vạn thánh dược điển, quả nhiên phức tạp loằng ngoằng. Tiêu Phàm thở sâu, có cái này vạn thánh ở luyện dược cùng luyện đan nhất đạo kinh nghiệm, thế gian này, lại có bao nhiêu người có thể so. Khó trách lịch đại vạn thánh dược các chủ tài luyện đan đăng phong tạo cực, không người có thể so sánh. Đây cũng không phải là một chọi một công bằng thi đua, mà là lấy một địch vạn. Hơn nữa cái này vạn, vẫn là đứng đầu nhất luyện đan sư. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, lại là đã phát hiện Yến Cửu Thiên,
Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn ba người không thấy thân ảnh, chỉ để lại trống rỗng điện đường. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn hỏi thăm Yến Cửu Thiên bọn họ làm sao ứng phó âm dương tạo hóa thú đây. Nhưng hiện tại, người đều không thấy, bản thân tìm ai hỏi đây. Nếu không trốn ở trong vạn thánh dược các không đi ra. Đúng nga, ta nếu thời điểm then chốt trốn vào nơi này, âm dương tạo hóa thú cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Chỉ là, ở thượng phẩm pháp tôn cường giả trước mặt, bản thân sợ là liền vạn thánh dược các đều chưa chắc có thể triệu hoán đi ra, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện khống chế hắn. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn là chuẩn bị ra ngoài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cung điện liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở trong sân. Tiểu Hữu, người rốt cục đi ra, Trương Văn Cẩn cười tiến lên đón, vẻ mặt hiền lành. Tiền bối. Vãn bối làm trễ nải một chút thời gian, đan hội có phải hay không đã kết thúc? Tiêu Phàm làm bộ cái gì đều không biết, đối mặt thượng phẩm pháp tôn, nói không có áp lực, đó là không có khả năng. Không ngại, lão hủ cùng lục lão quỷ để đan hội chậm trễ một tháng, bây giờ còn có hai ngày thời gian. Trương Văn Cẩn lơ đễnh nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, Trương Văn Cẩn cùng lục bá hậu hai người dù sao cũng là tả hữu các chủ, điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Đương nhiên, đây cũng là Yến Bát Huyền không muốn cùng hai người bọn họ vạch mặt mà thôi. Huống chi, coi như cho thêm Tiêu Phàm thời gian một tháng lại như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể thật chiếm lấy đan hội quán quân sao? Chê cười, tiểu tử, người trước nghỉ ngơi hai ngày, qua hai ngày ta bảo ngươi. Lục Bá Hậu cười nói. Tiêu Phàm trong lòng thở dài, nếu như mình không thấy Lục Bá Hậu tàn niệm, có lẽ thật vẫn cho rằng Lục Bá Hậu chính là như vậy hiền lành người đâu. Đúng rồi, người cái kia vạn thánh dược các truyền thừa làm sao? Vạn thánh dược điển nhưng có bù đắp, Lục Bá Hậu lại hỏi. Vãn bối cần một chút thời gian tiêu hóa, Tiêu Phàm lập lờ nước đôi nói, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, vì sao hai người bọn họ hiện tại còn chưa động thủ đây? Hơn nữa còn để cho mình tham gia đan hội, chẳng lẽ hắn muốn có được đồ vật, chỉ có đan hội quán quân mới có thể đoạt được. Vậy ngươi hảo hảo tiêu hóa, Lục Bá Hậu cũng không tức giận. Nơi này tương đối yên lặng, ngươi ở nơi này là xong. Tạ ơn tiền bối, Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm kích nói, sau đó trực tiếp đi vào trong một gian phòng. Ngươi nói, tiểu tử này thực sự được vạn thánh dược các truyền thừa. Lục Bá Hậu nhíu mày truyền âm, trong giọng nói mang theo một tia sát khí. Nên được đến, chỉ cần hắn đoạt được đan hội quán quân, thu hoạch vạn thánh dược đạo bản nguyên chi lực, chúng ta liền có thể đã thoát khốn. Trương Văn Cẩn trầm giọng nói. Vậy để cho tiểu tử này trả lại có thể sống lâu mấy ngày, nếu không, chỉ có giết hắn, cưỡng ép chiếm lấy vạn thánh dược điển. Lục Bá Hậu sát khí nặng nề nói. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau, liền tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, cảm nhận được phòng động tĩnh ngoài cửa, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Hai ngày thời gian chớp mắt đi qua, hôm nay là đan hội bắt đầu thời gian. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người tự mình đến gọi Tiêu Phàm, nếu là những người khác, có lẽ sẽ thụ sủng nhược kinh. Nhưng Tiêu Phàm lại là biết rõ, bản thân khoảng cách đan hội quán quân càng gần, khoảng cách tử kỳ của hắn đoán chừng cũng càng gần. Còn có hắn không biết là, cho dù hắn không chiếm được đan hội quán quân, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn cũng là không thể nào buông tha hắn. Tiểu tử, lão hủ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ lấy được đan hội vô địch. Lục Bá Hậu vẻ mặt hiền lành cười nói. Hắn cố ý làm bộ rất nóng nảy bộ dáng, nhưng tại Tiêu Phàm xem ra, hiện tại cái gì đều là sơ hở. Hắn nội tâm mặc dù cực kỳ khinh thường, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ chất đầy nụ cười, nói tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Không lâu sau đó, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người mang theo hắn đi tới một mảnh rộng rãi quảng trường vị trí. Quảng trường phía trên đã sớm người ta tấp nập. Đây đều là tới tham gia đan hội vạn thánh vân giới tu sĩ, tất cả đều đã xuẩn xuẩn dục động. Bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân, đan hội vô cớ chậm trễ thời gian một tháng, bọn họ nội tâm đã vô cùng khó chịu, chỉ là kiêng kỵ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hung uy, lúc này mới không dám phát tiết mà thôi. Nhưng là, bọn họ rất nhiều người đã âm thầm thề, nhất định phải làm cho Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bọn họ nhìn chúng người kia đẹp mắt. Tả các chủ cùng hữu các chủ đến.
người kia chính là bọn họ nhìn chúng người sao? Làm sao có thể, từ khí tức đến xem, có vẻ như chỉ có hạ phẩm thánh tôn tu vi a, hạ phẩm thánh tôn tu vi, đoán chừng liền nhị tinh đan dược cũng không thể luyện chế a. Liền có ý tứ, tả hữu các chủ nhìn chúng người, cũng chỉ là nhất tinh luyện đan sư, đại trưởng lão lần này đoán chừng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đó là khẳng định, đại trưởng lão thế nhưng là nằm mộng cũng muốn lấy mở ra vạn thánh điện, lấy được vạn thánh dược các truyền thừa đây. Cũng đúng, nghe nói Yến Mi Ca sư huynh đã được đến vạn thánh dược các, nếu là có thể lấy được quán quân, đạt thành đời trước các chủ hai cái tiên đoán, liền có thể mở ra vạn thánh các. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu mang theo Tiêu Phàm vừa tới, bốn phía tu sĩ liền không chút kiêng kỵ nghị luận lên. Hai người bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng chỉ là tả hữu hai các, tương đương với hộ pháp mà thôi, địa vị ở vạn thánh các cũng không cao. Nếu như không phải kiêng kỵ Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người tu vi, đoán chừng tả hữu hai các đã sớm không tồn tại. Tiêu Phàm nghe được bốn phía tiếng nghị luận, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái gì chó má đời trước các chủ tiên đoán, hắn gặp được Yến Cửu Thiên tàn niệm, làm sao cái gì tiên đoán đều không có nói. Cái này cái gọi là tiên đoán, căn bản chính là Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người cùng Yến Bát Huyền đánh cờ về sau, riêng phần mình nói lên một cái điều kiện mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng không nghĩ người của đối phương tùy tiện lấy được vạn thánh dược các truyền thừa. Bất quá, Tiêu Phàm cũng chung quy là nghe được một chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai chỉ có đạt thành hai điều kiện, mới có thể tiến nhập vạn thánh điện. Âm dương tạo hóa thú muốn đổ vật liền ở cái kia vạn thánh điện bên trong. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, dư quang còn nhìn Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu một cái. Mặc dù Trương Văn Cẩn bọn họ tàn niệm chỉ là hoài nghi, nhưng Tiêu Phàm nội tâm đã đem hai người bọn họ xem như chân chính âm dương tạo hóa thú. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người khí chàng rất lớn, vừa mới rơi ở trên quảng trường. Bốn phía tu sĩ tự động nhường ra một mảnh đất trống, rất nhiều người mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Một cái mao đầu tiểu tử, cũng muốn lấy được vạn thánh dược các truyền thừa. Chê cười, chỉ là bọn hắn không biết là, Tiêu Phàm đã được đến vạn thánh dược các truyền thừa, về phần cái gì đó vạn thánh điện, hắn căn bản không quan tâm. Hiện tại hắn đầy trong đầu chỉ muốn làm sao trốn qua âm dương tạo hóa thú độc thủ. Trương lão quỷ, Lục lão quỷ. Lần này đan hội có thể bắt đầu a. Yến Bát Huyền quỷ dị xuất hiện, vẻ mặt cười lạnh nói, ngữ khí cũng âm dương quái khí. Các ngươi cho rằng kéo dài một tháng thời gian, liền có thể đoạt được quán quân sao? Đó là không có khả năng. Chỉ cần Yến Bi Ca đoạt được đan hội quán quân, liền có thể mở ra vạn thánh điện, đến lúc đó, vạn thánh dược các truyền thừa, chính là ta. Có thể, Lục Bá Hậu vẻ mặt khó chịu nói. Tiểu tử. Hy vọng ngươi chờ chút còn có cái kia ngày tự tin. Yến Bát Huyền cười híp mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, ngữ khí lại là thấu xương lạnh. Tiêu Phàm nhíu mày, nguyên bản hắn còn chuẩn bị từ bỏ chiếm lấy lần này đan hội quán quân đây, dù sao nếu như đoạt được quán quân, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu chưa chắc sẽ buông tha hắn. Thật không nghĩ đến Yến Bát Huyền lúc này vậy mà khiêu khích hắn. Chiếu tình thế như vậy, có vẻ như bản thân không chiếm được đan hội quán quân. Cũng sẽ rất xúi quẩy a. Hắn con mắt nhìn Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu một cái, cuối cùng rơi vào Yến Bát Huyền trên người, cười nói, ta biết. Nói đùa cái gì, hiện tại hắn thế nhưng là chiếm được hơn vạn cái thánh tôn cảnh luyện đan sư ở luyện đan nhất đạo bên trên ký ức a. Nếu như ngay cả cái này đan hội quán quân đều lấy không được, đó cũng quá mất mặt. Quán quân, tiểu tử kia đến khôi hải a. Hạ phẩm thánh tôn cảnh, vậy mà muốn cầm đan hội quán quân. Chẳng lẽ hắn không biết, tham gia đan hội tranh tài tam tinh luyện đan sư đều có không ít sao? Yến Bi Ca sư huynh chính là tam tinh luyện đan sư, có thể vượt qua Yến sư huynh cơ hồ không có, nhất tinh đan dược, hắn có thể luyện ra sao? Vạn thánh vân giới tu sĩ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không kiềm hãm được trào phúng lên. Cũng khó trách bọn hắn khinh thường, một cái chưa từng thấy qua người, không biết Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu từ cái nào mọi ngóc ngách sấp bên trong tìm đến người. Cũng muốn đoạt được đan hội quán quân. Nếu như hắn là có thể có được đan hội quán quân, há chẳng phải là nói rõ bọn họ đều là phế vật sao? Chỉ là tam tinh luyện đan sư sao? Tiêu Phàm lại là có chút ngoài ý muốn, trong lòng âm thầm cô. Suy nghĩ một chút hắn liền bình thường trở lại, hắn nhưng là nhớ kỹ,
Yến Bát Huyền vì để cho cái gì đó Yến Mi Ca lấy được đan hội quán quân, phàm là nguyên tôn cảnh cùng với trở lên tu vi luyện đan sư, không thể tham gia đan hội. Hơn nữa, vượt qua nhất định tuổi tác người, cũng không thể tham gia đan hội. Liền hai cái điều kiện này, liền đã đem tuyệt đại đa số luyện đan sư cho ngăn cách bởi ngưỡng cửa ở ngoài, Yến Mi Ca lấy được đan hội quán quân cơ hồ cũng liền 10 cầm 10 ổn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại cổ quái nhìn Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu một cái này âm dương tạo hóa thú đối với mình liền có lòng tin như vậy sao? Nghe được đám người tiếng nghị luận, Yến Bát Huyền cũng không ngăn cản, mặc dù đã kích Tiêu Phàm lòng tin, đối đan hội thi đấu không có quá nhiều giá trị, nhưng hắn không ngại dẫm Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người một cước. Yên lặng, sau một hồi lâu, Yến Bát Huyền mới mở miệng hét lại bốn phía tiếng nghị luận, nói, 100 năm nhất giới đan hội thi đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đối đan hội thi đấu đều tràn đầy một loại khó có thể nói nên lời chờ mong. 100 năm một lần a, biết bao xa xưa. Hơn nữa, nếu như lần này nếu là có thể đoạt được đan hội quán quân, thế nhưng là có cơ hội tiến vào Vạn Thánh Điện, cơ hội này cực kỳ khó được, để đám người làm sao bình tĩnh. Dừng một chút, Yến Bát Huyền nói, quy tắc đã sớm tuyên bố, hiện tại, bắt đầu đan hội vòng thứ nhất. Quy tắc, Tiêu Phàm sững sờ, hoàn toàn trợn tròn mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu. Những ngày qua, hắn một mực bế quan trải vuốt Vạn Thánh Dược các truyền thừa cùng Vạn Thánh Dược Điển, căn bản không biết cái gì quy tắc a. Làm sao quy tắc này không phải tại chỗ tuyên bố sao? Bây giờ liền bắt đầu. Vòng thứ nhất quy tắc rất đơn giản, nhìn thấy cung điện kia sao? Trương Văn Cẩn chỉ xa xa đại điện nói, đại điện sẽ ngay sau đó cung cấp 500 loại dược liệu, người chỉ có nửa nén hương thời gian phân biệt, hơn nữa đem dược liệu danh tự viết xuống. Sau đó ai nhận dược liệu số lượng nhiều nhất, người đó thắng. Tiêu Phàm cổ quái nói, cửa thứ nhất này không phải liền là phân rõ dược liệu sao, xác thực rất đơn giản. Chỉ bất quá, cái này nửa nén hương thời gian, có vẻ như chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ muốn phân rõ 500 loại dược liệu, nhưng lại không đơn giản. Nghĩ đến đây là thánh tôn cảnh cường giả đan hội so đấu, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Tất nhiên không có phương pháp hạn chế, cái kia chính là có thể tùy ý phát huy. Thánh tôn cảnh cường giả linh hồn lực lượng cường đại dường nào, nửa nén hương thời gian phân rõ 500 loại dược liệu không khó, nhưng nếu muốn viết ra, liền tương đối khó khăn. Đương nhiên, nếu như dùng linh hồn chi lực viết xuống, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Hắn theo Trương Văn Cẩn hướng ngón tay chỉ nhìn tới, dọc theo quảng trường quả thật có một tòa đại điện, bốn phía đại điện, trưng bày vô số pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại một dạng. Tiêu Phàm từ những cái kia pho tượng trên người, cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị, bất luận kẻ nào đều dường như bị cỗ kia lực lượng bài xích, ai cũng không đến gần được. Thậm chí, bọn họ cách nhau xa như vậy, còn có một cỗ nóng rực cảm giác. Cái này là một cái trong số đó, mỗi đáp đúng 5 loại dược liệu, ký một điểm, điểm thứ hai, nhất định phải từ ngươi phân biệt ra dược liệu bên trong, tìm ra một chút dược liệu tạo thành một cái đan phương. Trương Văn Cẩn lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, nhất tinh đan phương kèm theo 10 điểm, nhị tinh đan phương kèm theo 20 điểm, cứ thế mà suy ra. Có chút ý tứ. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, mỉm cười. Ải thứ nhất điểm thứ nhất, coi như hắn đem tất cả dược liệu phân biệt ra, cũng chỉ có 100 điểm, nhưng điểm thứ hai liền tương đối tùy ý, hơn nữa rất dễ dàng kéo ra chênh lệch. Ai biết bên trong phải chăng có cửu tinh đan phương đây? Phải biết, cửu tinh đan phương cùng nhất tinh đan phương, thế nhưng là thiên địa khác biệt a. Vậy làm sao phân biệt phải chăng gian lận đây? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Yến Bát Huyền chắc chắn hắn lấy không được quán quân, Vạn Thánh Vân giới tu sĩ cũng là như thế, nếu là bọn họ gian lận, Tiêu Phàm lại làm sao có thể lấy được quán quân đây? Cái này ngươi yên tâm, những cái này dược liệu cũng tốt, đan phương cũng được, đều là do Vạn Thánh Điện đến cung cấp cùng phán xét. Trương Văn Cẩn vừa nhìn về phía dọc theo quảng trường đại điện nói. Hắn trong mắt chỗ sâu, tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Vạn Thánh Điện bình phán, Tiêu Phàm kinh ngạc. Vạn Thánh Điện chỉ là một tòa đại điện mà thôi, lại như thế nào bình phán? Không nên xem thường Vạn Thánh Điện là dựa theo Vạn Thánh Dược các chế tạo,
bên trong thế nhưng là có được vô số tôn giai luyện đan sư tàn niệm, chỉ là tàn niệm rất yếu ớt, không thấy năng lực suy tính mà thôi. Đây cũng là đời thứ nhất các chủ kiệt tác, có thể tránh khỏi gian lận, dùng vạn thánh điện đến bình phán đan hội công chính tính, dù sao, người chết là sẽ không nói láo. Trương Văn Cẩn nghiêm túc giải thích nói. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm nghe trong giọng nói của hắn, có một chút khinh thường cùng phẫn nộ, dù cho hắn che giấu rất tốt. Cũng đúng, âm dương tạo hóa thú chính là vạn thánh dược các đời thứ nhất các chủ trấn áp, hắn đối đời thứ nhất các chủ khẳng định hận thấu xương, nói mặt khác lại như thế nào không giận đây. Dạng này ta an tâm, Tiêu Phàm thở sâu. Hắn nội tâm không khỏi cảm thán, từng cái đại truyền thừa tồn tại, đều có hắn tồn tại nội tình, tuế nguyệt đều không làm gì được. Mà vạn thánh dược các, chính là cường đại như vậy truyền thừa. Đúng rồi tiền bối. Ta có người bằng hữu bị vạn thánh vân giới bắt lại, bọn họ. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, bản thân những ngày qua, làm sao đem thí thần quên đi đây? Yên tâm đi, miễn là ngươi đoạt được đan hội quán quân, Yến Bát Huyền thì sẽ thả hắn. Trương Văn Cẩn cười nói, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm quên việc này đây. Có đúng không, Tiêu Phàm nội tâm hoài nghi, cái này rõ ràng chính là bọn họ dùng để uy hiếp bản thân thẻ đánh bạc a. Hơn nữa. Tiêu Phàm càng tin tưởng thí thần là rơi vào Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trong tay, mà không phải rơi ở trong tay Yến Bát Huyền, bằng không mà nói, lấy Yến Bát Huyền tính cách, đoán chừng đã sớm uy hiếp hắn. Ta tin tưởng tiền bối, Tiêu Phàm gật đầu một cái, miễn cho Trương Văn Cẩn bọn họ quính lên phía dưới, đem thí thần giết đi. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng lại có một điểm hoài nghi, thí thần thế nhưng là thí thần tổ thú A, nếu như Trương Văn Cẩn bọn họ thật bắt thí thần. Khẳng định có thể cảm nhận được hắn bản thể khí tức. Một khi nhận ra thí thần, âm dương tạo hóa thú lại làm sao có thể bỏ qua thí thần vị giai chi lực đây. Càng nghĩ càng nghi hoặc, Tiêu Phàm dứt khoát bài trừ tạp niệm, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa vạn thánh điện. Đây là ngươi tham tái tư cách lệnh, Lục Bá Hậu tiện tay ném cho Tiêu Phàm một mai ngọc bài nói, đạp vào vạn thánh điện trước mặt quảng trường nhỏ về sau, linh hồn chi lực dẫn ra lấy ngọc bài. Sau đó dùng bản nguyên chi lực thôi động liền có thể. Tiêu Phàm tiếp nhận một khối cực kỳ kỳ lạ lệnh bài đen kịt hết sức, có thể tử tế quan sát phía dưới, hắn phát hiện phía trên vậy mà phủ đầy vô số đường vân. Hơn nữa, lệnh bài vào tay sưởi ấm, xúc cảm 10 phần không sai, cũng không biết dùng tài liệu gì chế tạo. Trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm đã tới vạn thánh điện bên ngoài, đứng ở một mảnh đặc biệt trên quảng trường nhỏ phương. Nơi này phủ đầy vô số pho tượng, ngổn ngang lộn xộn. Nhìn như không có đường vân, nhưng khi Tiêu Phàm bước vào quảng trường nhỏ thời khắc, lại phát hiện lệnh bài trong tay tản ra hào quang nhỏ yếu, quang mang kia tựa như hỏa diễm. Kỳ lân, Tiêu Phàm vuốt vuốt hai mắt, một sát na kia, hắn vậy mà thấy được kỳ lân tựa như hỏa diễm đang lao nhanh. Một bên mấy cái vạn thánh vân giới tu sĩ, như nhìn thẳng hề nhìn xem Tiêu Phàm. Không phải liền là một khối tư cách lệnh sao, cái này có gì ngạc nhiên. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, Yến Bát Huyền đột nhiên quát to một tiếng, một nén nhang đã đốt lên. Chỉ một thoáng, tham gia đan hội tu sĩ nhao nhao thúc giục trong tay tư cách lệnh bài, từng đạo hơi yếu hỏa diễm từ tư cách lệnh bên trên tản ra, bao phủ người dự thi. Người dự thi tổng cộng có hơn 1000 người, mỗi người thân thể đều chán phóng kỳ dị kim quang, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không dám trễ nãi thời gian, nửa nén hương thời gian có thể không dài, 500 loại dược liệu, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy phân rõ. Khi hắn thôi động tư cách lệnh bài một sát na kia, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị một đoàn hơi yếu hỏa diễm bao phủ, ngay sau đó, hắn thế giới trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỗ của hắn, chính là một chỗ bạch sắc không gian, ở trước mặt hắn, bầy đầy rậm rạp chằng chịt dược liệu. Có ý tứ. Vậy mà dùng hỏa diễm cùng thần văn bố trí cái này đan hội thi đấu không gian, xác thực không cần lo lắng người gian lận. Tiêu Phàm trong lòng kinh dị hết sức. Bất quá hắn rất nhanh tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào một loại kia loại dược liệu phía trên. Để có được thập tinh luyện đan sư mắc cấp trí nhớ ta, cùng một đám lưỡng tam tinh luyện đan sư so, cái này có vẻ như quá khi dễ người. Tiêu Phàm nội tâm cảm khái, nhịn không được lắc đầu. Cũng khó trách Tiêu Phàm cảm khái như thế, bản thân chiếm được hơn vạn thánh tôn cảnh luyện đan sư luyện đan ký ức, cái này kinh nghiệm cơ hồ không người có thể so sánh.
đừng nói nửa nén hương thời gian, chính là thời gian uống cạn chung trà là đủ rồi. Linh hồn chi lực nhìn lướt qua, Tiêu Phàm cơ hồ liền đã đoán được 500 loại dược liệu danh tự, hơn nữa trong nháy mắt tìm ra trong đó cấp bậc cao nhất đan phương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền đem 500 loại dược liệu danh tự cùng đan phương thâu nhập lệnh bài. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn mất không đến thời gian 10 hơi thở mà thôi, Tiêu Phàm liền thanh tỉnh lại. Tỉnh, ngoại giới, đám người nhìn thấy Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm biến mất, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Đây không phải cái kia nói muốn đoạt phải đan hội vô địch người sao? Có thể hay không không khoác lác a? Lúc này mới bao lâu, người liền từ bỏ. Tốt xấu cũng trang một hồi a, đừng nói một nén nhang, kiên trì nửa nén hương thời gian đang nghĩ đến cũng được a. Có ít người a, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, còn muốn đoạt được đan hội quán quân. Khôi hài a, cũng không biết tả hữu các chủ từ nơi nào tìm đến người, hắn nếu có thể thẳng tiến vòng thứ hai, coi như ta thua. Ta ngược lại cho là hắn tự biết mình không thể phân rõ mấy loại dược liệu, lại càng không cần phải nói đan phương, dứt khoát liền từ bỏ. Bốn phía khắp nơi đều là thanh âm giễu cợt, đại bộ phận đều là vạn thánh các người, căn bản không đem tả hữu hai các để ở trong lòng. Trong mắt bọn hắn, tả hữu hai các tu sĩ, chỉ là vạn thánh các bảo tiêu mà thôi, nơi nào có địa vị gì. Yến Bát Huyền thấy thế, trên mặt cũng hiện lên nét cười đạm mạc. Ván này, hắn xem như thắng, hơn nữa thắng được không tốn sức chút nào. Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn sắc mặt lại đẹp mắt không đến đâu, tựa như giống như ăn phải con ruồi, đáy mắt chỗ sâu hiện lên sát ý lạnh như băng. Hắn có phải hay không đã biết cái gì? Trương Văn Cẩn thanh âm băng lãnh, cho Lục Bá Hậu truyền âm nói. Vậy hắn cũng không cần phải sống đến đan hội kết thúc. Lục Bá Hậu càng là sát khí nặng nề, đã quyết định rút ra Tiêu Phàm nhớ. Tất nhiên ngươi không nghĩ đoạt được đan hội quán quân, vậy chúng ta giữ lại ngươi còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm lại là không chút nào để ý bốn phía quái dị cùng ánh mắt lạnh lùng, đi đến Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người cách đó không xa, nói tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. May mắn không làm nhục mệnh, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người nhíu mày, nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ không hiểu. Người nha, 10 cái hô hấp liền từ bỏ, cái này còn may mắn không làm nhục mệnh. Coi như người chiếm được hoàn chỉnh vạn thánh dược điển, cũng không khả năng 10 cái hô hấp bên trong liền nhận ra 500 loại dược liệu, hơn nữa còn tìm được đan phương A. Tiền bối, có vấn đề gì không? Tiêu Phàm nhìn thấy hai người không nói, lập tức nghi ngờ hỏi. Người xác định may mắn không làm nhục mệnh. Lục Bá Hậu trầm giọng nói, thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chờ một nén nhang sẽ biết, không phải sao. Tiêu Phàm cũng biết hai người bọn họ sẽ không tin tưởng, hắn cũng không nghĩ đến vòng thứ nhất đơn giản như vậy. Đơn giản, nếu để cho những người dự thi kia biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng sẽ chửi mẹ. Người nha, cái này 500 loại dược liệu, đều là cực kỳ hiếm hoi a, đừng nói một đám tam tinh luyện đan sư, chính là lục tinh. Thậm chí thất tinh luyện đan sư cũng chưa chắc dám nói đơn giản hai chữ A. Cũng may bọn họ còn không có người nào tỉnh lại, cũng không nghe được lời nói của Tiêu Phàm, bằng không không phải giận mắng Tiêu Phàm một trận không thể. Tốt, chờ một lát liền biết kết quả. Trương Văn Cẩn nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu nói. Thời gian dài như vậy hắn đều chờ thêm đến, cũng không kém cái này một nén nhang. Nghe vậy, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Cũng không phải bởi vì Trương Văn Cẩn bọn họ nguyện ý tin tưởng hắn. Mà là hắn phát hiện, bản thân ở trong vạn thánh dược các, lấy được vạn thánh ký ức truyền thừa sự tình, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu bọn họ cũng không biết. Trước đó Trương Văn Cẩn biết rõ ta sẽ xuất hiện ở vạn thánh vân giới, hẳn là từ chân chính Trương Văn Cẩn trong miệng đạt được, bây giờ xem ra, Trương Văn Cẩn hẳn là không chết, bằng không hắn đã được đến toàn bộ nhớ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Hắn hiện tại càng ngày càng khẳng định, trước mắt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu, chính là âm dương tạo hóa thú biến thành. Xác định trước mắt Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thân phận, hắn nhất định phải tìm kiếm tự cứu biện pháp. Trương Lão Quỷ, Lục Lão Quỷ, các ngươi tìm đến người, cũng không có gì đặc biệt nha, hiện tại bại, còn nhớ rõ đáp ứng Lão Hủ sự tình sao. Yến Bát Huyền đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Văn Cẩn hai người. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, càng là giống như nhìn một con kiến hôi, tiện tay cũng có thể diệt hắn.
hừ, bây giờ còn không biết ai thắng ai thua đây. Trương Văn Cẩn lạnh rên một tiếng. Lục Bá Hậu mắt lạnh chờ lấy Yến Bát Huyền, cho Trương Văn Cẩn truyền âm nói, nếu như không phải chỉ có lấy được Vạn Thánh Dược Điển cùng Vạn Thánh Dược Các mới có thể tiến nhập Vạn Thánh Điện, bản tôn đã sớm giết hắn, lại mượn thêm Yến Bi Ca tay, lấy được Vạn Thánh Dược Đạo Bản Nguyên Chi Lực. Có lẽ, cũng chưa chắc không thể, Trương Văn Cẩn ý vị thâm trường nói. Lục Bá Hậu sững sờ, ngay sau đó sáng tỏ thông suốt, nói cũng đúng, nếu như kẻ này không cách nào đoạt được quán quân, chúng ta có thể đem Vạn Thánh Dược Điển cùng Vạn Thánh Dược Các giao cho Yến Bi Ca, chỉ là, ta liền sợ Yến Bi Ca không cách nào lấy được Vạn Thánh Dược Điển cùng Vạn Thánh Dược Các tán thành. Trương Văn Cẩn cũng rơi vào trong trầm tư, bất quá ở Yến Bát Huyền xem ra, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người 10 điểm thất lạc. Ha ha, vậy chúng ta liền đợi đến, một nén nhang, trôi qua rất nhanh. Yến Bát Huyền vui sướng ngửa mặt lên trời cười to, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Ngay sau đó lại nhìn Tiêu Phàm một cái, nói tiểu tử, người biết chữ chết viết như thế nào sao? Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, ngược lại hỏi, người biết khóc chữ viết như thế nào sao? Hừ, tiểu tử, người nhất định phải chết. Yến Bát Huyền lạnh rên một tiếng, nếu như không phải Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu che chở Tiêu Phàm, hắn đã sớm một ngón tay đem Tiêu Phàm bóp chết. Ta chết định, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng lại là khinh thường, trầm ngâm nói, bọn họ như vậy thù địch, không biết có thể hay không mượn Yến Bát Huyền tay ứng phó âm dương tạo hóa thú đây. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, bọn họ cũng không biết, cái này nho nhỏ hạ phẩm thánh tôn cảnh tu sĩ, từ đâu tới tự tin. Bọn họ hiện tại chỉ có chờ một nén nhang đi qua, ra vòng thứ nhất đan hội kết quả. Nếu như bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm nội tâm đã ở tính toán bọn họ mấy cái này pháp tôn cảnh cường giả, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bọn họ chưa bao giờ phát hiện, một nén nhang đã vậy còn quá dài dằng dặc. Sau nửa ngày, Vạn Thánh Điện phía trước trên quảng trường nhỏ, tất cả hỏa diễm biến mất, hơn nghìn người nhao nhao lui ra. Có người sầu mi khổ kiểm, có người kích động vạn phần, cũng có người vẻ mặt khẩn trương và mờ mịt. Ai cũng không biết cái này vòng thứ nhất thi đấu kết quả sẽ như thế nào, đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Muốn đi vào vòng thứ hai, là có hạn chế số điểm, tổng cộng 200 điểm, nói chung, có thể có được 80 điểm, liền nhất định có thể đủ tấn cấp. Các ngươi nhìn, kết quả đi ra. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Vạn Thánh Điện vị trí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 193.